Và mỗi việc làm của mình là cúng dường ngôi Tam Bảo đó. Cho nên mỗi người của mình kết hợp lại. Nhưng mà lại chúng thấy á, cái câu này nè, tùy xứ kiết tường vân, và chúng ta dịch là gì? Theo chỗ kết may lành. Mình là Phật tử thích đi chùa thì đi tới đâu mình cũng kiếm gì mình đi? Kiếm chùa. Bây giờ quý vị mà du lịch tận bên Mỹ, đi thăm bà con, vừa tới nơi cái hỏi bà con chứ ở đây có chùa không? Có phải không? Mình tại vì mình thích đi chùa cho nên tới chỗ nào mình thăm bà con quyến thuộc của mình, mình cũng hỏi câu ở đây có chùa không? Mà nếu chỗ nào có tụng kinh, có giảng pháp, có khóa tu thì mình lại đi tới. Còn như mà nếu như mà mình là cái người thích casino thì mình vừa vô đây mình hỏi gì? Ở đây có casino không? Tức là mình thích cái gì thì mình đi về đó. Phải không? Vì vậy cho nên á, tùy cái chỗ mà mình kết may lành. Nghĩa là mình là cái người sống thích tu thì chỗ nào có tu mình tới. À, cho nên á, mình gặp bạn đạo, bạn đạo cũng cùng tu thì mình kết bạn với người đó. Cho nên chúng ta đang làm một cái việc là tùy chỗ để mà chúng ta kết những cái may lành. Tùy xứ kiết tường vân, theo chỗ nào đó mình kết may lành. Thí dụ Pháp Hòa đi xuất gia, đi tu, rồi thích Phật Pháp, rồi quý vị cũng thích Phật Pháp cho nên tận biết tuốt ở bên Canada cũng bay qua tới đây, phải không? Rồi quý vị có người ở tuốt bên Ái Nhĩ Lan, à, rồi nghe là ở đây có mở khóa tu, có Pháp Hòa qua, rồi quý vị cũng kéo qua đây. Như vậy có rõ ràng là mình tùy chỗ kết may lành không? Ở đâu không cần biết, nhưng mà chỗ nào lành thiện thì chúng ta kết lại thành một đám mây. Mà chúng ta trở thành một đám mây rồi thì chúng ta làm gì? Mây này không phải mây bình thường mà mây lành, phải không? Mây lành để làm gì? Để che mát cho mọi người. Đức Phật cũng như một đám mây lành. Chỗ nào có Phật tử là chỗ đó có chùa, có hình Phật. Nhà nào là nhà của Phật tử, dù chật hẹp, dù giàu nghèo, bất cứ hễ người nào có tâm Phật là có bàn thờ Phật ở nhà. Có nhà nào mà không có bàn thờ Phật đâu. Rộng rãi thì bàn Phật trang nghiêm rộng rãi, nhưng mà chật chội cũng có cái trang thờ Phật. Đâu có sao đâu, tùy chỗ kết may lành mà. Phải không? Nhà mình như thế nào mà tâm mình có Phật thì mình cứ thờ Phật theo cái hoàn cảnh của mình. Đừng có sợ là Phật phải xây ra cửa chánh, Phật xây ra cửa phụ, cái Phật không dòm ngó chuyện gia đình mình. Đừng có lo chuyện đó. Cũng đừng có lo là thờ Quan Âm phải thờ tượng ngồi, tại vì ngồi nghĩa là thông dâm. Thờ đứng cực lắm, tại đứng mỏi chân. Có nhiều vị quan điểm như vậy. Có nhiều người thờ Quan Âm mà sợ thờ tượng đứng lắm, tại vì nghĩ rằng tượng đứng là tượng trưng cho khổ, cho nên phải kiếm tượng Quan Âm ngồi thờ. Rồi người khác ta gặp cái tượng ngồi, ta nói đừng nên thờ Quan Âm ngồi. Hỏi tại sao vậy? Nó mỗi lần mình cần ngài, mình gọi ngài đứng dậy hơi lâu. Phải thờ tượng đứng để mình réo ngài chứ mình ngài chạy cho lẹ. Cho nên rốt cuộc rồi Quan Âm ngồi cũng khổ với mình, Quan Âm đứng cũng khổ với mình. À, các ngài không yên. Tại sao? Tại mình cũng không yên. Tâm mình không yên. Mình nghe người này nói một câu, mình nghe người kia nói một câu, rồi tâm mình chao đảo. Mà mình không rõ được cái nghĩa lý. Khi mà mình nghĩa rõ được cái nghĩa lý rồi đó, thì tùy chỗ kết may lành, lòng thành mới ân cần. Nếu mà chỉ cần tâm mình ân cần thôi thì chư Phật hiện toàn thân. Không phải nửa thân, mà chư Phật hiện toàn thân. Là vì sao? Vì chúng ta lúc đó là toàn tâm toàn ý. Cho nên khi chúng ta thắp một cây hương, dù một người bạn đã thắp, mình không cần phải thắp. Người kia thắp rồi mình đứng mình khấn theo cũng tốt. Bây giờ đó người ta còn khuyên mình nên giảm nhang, tại vì khói nhang bây giờ nó độc. Khói nhang là độc 25% hơn cái khói thuốc, tại vì trong đó hóa chất rất là nhiều. Nhang mà càng thơm thì hóa chất càng nhiều.
Cho nên đâu đâu có tốt. Cho mình thắp cây tượng trưng thôi, để biểu lộ thôi. Ngày xưa hương là người ta làm bằng những cái nhiên liệu thiên nhiên, người ta lấy lá cây rồi người ta làm. Còn bây giờ đa phần là hóa chất. Cho nên mình thắp cây tượng trưng, mình không cần phải tới chùa, mình mỗi người phải một cây. Mà quý vị tưởng tượng mà cái chùa nào mà có 10 cái bàn thờ, mà mỗi người một cây thôi, là 10 bàn thờ là 10 cây, mà 100 người thì bao nhiêu cây, mà 1000 người bao nhiêu cây. Rồi cứ hít cái khói thuốc, cái khói nhang đó riết cho mình bệnh. Chạy qua cái bài kệ nè, cái bài kệ chúng ta thường tụng là lư hương xạ nhiệt pháp giới môn huân, lò hương vừa nhang nhúm pháp giới đã được xong. Chỉ cần mình có mặt thôi, mình là một nén hương rồi, phải không? Làm cho cái không khí chỗ này xông lên. Phong và ví dụ vậy nè, hôm nào mình một người con á, ở trong nhà, chỉ cần đi đâu xa về mà thấy có mẹ ở nhà thôi là bảo đảm mình có ăn liền. Tại vì có mẹ ở nhà là thế nào mình không có đói, phải không? Thường ở Việt Nam mình hay nói mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Cái nói lên cái sự mà khổ cực, mất mẹ rồi là mình khổ dữ lắm. Vậy cho nên á, bây giờ trong chùa cũng vậy. Thí dụ bây giờ nguyên cái chùa mà không ai biết nấu ăn hết á, tự nhiên mình biết là mình bước vô chùa, mình thấy cái cô mà trưởng ban nấu ăn mà cũng có mặt ở đây là biết là có cổ đây là mình có đói. Đó, thì rõ ràng lư hương xạ nhiệt pháp giới mong hương, tức là mỗi người mình có mặt ở đây thì làm cho cả cái đạo tràng này nó đều được đường hết. Cho nên một ngày hai ngày quý vị ở đây, mỗi người mỗi việc, phải không? Người thì xếp kinh, người thì lo chánh điện, người thì lo nấu ăn. Mà nhờ mỗi cây hương này có mặt ở đây thì tự nhiên cả cái pháp giới, cái ngôi chùa này, xung quanh ngôi chùa này, trong ngoài ngôi chùa này, đâu đâu cũng đều ngăn nắp, đâu đâu cũng vào khuôn khổ hết. Rõ ràng là pháp giới mong hương. Vậy thì bây giờ mỗi người mình đó, có những người ở tận Ái Nhĩ Lan, có người ở tận những thành phố đi 2 tiếng, 3 tiếng. Nhưng hai ngày nay mình đã kết thành một đám mây lành. Đó, tùy xứ kiết tường vân, theo chỗ kết mây lành. Chỗ nào mà có được sự tu học thì chỗ đó có Phật tử. Chỗ nào có Phật tử là chỗ đó có chùa. Quý vị thấy bây giờ khắp nơi trên thế giới, chỗ nào có người Việt mà người Phật tử là chùa nhỏ, chùa lớn, nhất định ở nơi đó sẽ có một ngôi chùa. Như vậy có phải là tùy theo chỗ kết mây lành không? Rồi ngôi chùa mọc lên thì người nào có tâm Phật cái đi về chùa thắp hương lễ Phật, tụng kinh học đạo theo chỗ kết mây lành. Đó, ở nhà mình cũng vậy. Thậm chí có những Phật tử ở nhà không có bàn thờ, nhưng mà tối nào cũng mở quyển kinh ra, ngồi ngay phòng khách tụng, ngồi ngay cái phòng ăn của mình để mở một cái cuốn kinh ra mình đọc kinh, thì cái chỗ đó là phải chỗ kết mây lành không? Chỗ kết mây lành. Phá Hòa có những Phật tử lấy chồng theo một cái tôn giáo khác mà gia đình rất là khó khăn, không có cho cái vị này tu học tụng kinh. Là quý vị biết có những em giấu quyển kinh trong tủ á, mà gia đình mà đi hết rồi bắt đầu ở nhà nó mở quyển kinh ra nó tụng, không có Phật, không có gì hết. Thì nó hỏi Pháp Hòa, mấy em nó hỏi Pháp Hòa chứ con làm vậy được không? Pháp Hòa nó được hết á. Ngay cái giây phút đó mình với cái tâm thành của mình là Phật đã có mặt với mình. Có em nó không có chỗ thờ Phật, mà trong quyển kinh thường có in cái hình Phật á, tội nghiệp. Tới giờ mà gia đình mà đi vắng hết, cái nó dở quyển kinh ra để lên bàn nó quỳ nó lại, quỳ ba lại, mà nhiều khi mới hai lại là nghe cái cửa có người về tới đóng Phật lại cất liền. May lành được phân nửa. Thì thưa đại chúng là nhân cái ý nghĩa của chùa Từ Đàm, Từ Đàm là đám mây lành. Mà làm sao để có được một đám mây lành thì mỗi người chúng ta đều phải có mặt. Mỗi người chúng ta tới đây có mặt đóng góp để kết thành một án mây lành rộng lớn che khắp. Mà thưa đại chúng, mây á mà tốt rồi á thì nó sẽ tạo ra mưa, phải không? Mây mưa. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là sao?
Nhớ cái bài tựa Địa Tạng không? U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ. Địa là dày chắc tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm. Nhớ không? Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ. Mây sinh, mưa báo, số không lường. Mây sinh là nhân, mưa báo là quả. Bởi vì mây đẹp thì mưa phải tốt. Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những áng mây kết về đây, để chúng ta tạo ra những trận mưa đẹp, những trận mưa mát lành. Mỗi người chúng ta ai cũng có được cái hương đức hạnh của mình, mà kết hợp về đây để chúng ta tạo nên một cái đạo tràng thanh tịnh, cùng tu, cùng học. Và ai gần gũi mình cũng được thấm nhuần sự tươi mát. Mà không phải riêng cho chùa Từ Đàm, mà tất cả những người Phật tử, ai mà có tâm về chùa thì phải tự nhớ rằng tôi là một đám mây. Tôi về đây để quy tụ thành một đám mây to, và sẽ rơi xuống những trận mưa mát. Cũng như vậy, nơi tôi có được cái tốt, tôi về đây kết tụ với tất cả những người bạn tốt, để tạo ra những cái không khí tốt cho người ta về đây, người ta thấm nhuần được những cái lợi lạc tốt. Cho nên mình phải ý thức, mỗi Phật tử mình có cái bổn phận sống như thế nào để mình làm cho những người lân cận với mình, người ta cảm nhận được sự tươi mát nhẹ nhàng tu học của mình. Rồi mình khuyên người ta tu, người ta mới thấy lợi lạc người ta tu. Người ta thấy mình tu có an lạc, người ta thấy mình tu dễ thương, người ta mới dám tu. Chứ còn mình, người mình tu làm sao mà ta gặp mình ta sợ quá rồi làm sao người ta dám học theo người ta tu. Cho nên mình nhớ mình là một đám mây, về đây kết thành một đám mây to, để tạo nên những trận mưa. Mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Cái lành cái tốt này làm cho người khác nhìn vô cảnh đặc biệt quá, cảnh không bình thường, cảnh rất đặc biệt, cảnh dị thường. Người ta mới hỏi một câu: người trời bạch Phật như gì thế? Ủa sao hôm nay ở nơi này đặc biệt như vậy? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Rồi bây giờ mỗi người chúng ta rời địa ngục rồi, chúng ta đang ở, chúng ta kết tục đến thiên đường đó. Người trời, cõi người, cõi trời hỏi Phật chuyện gì lạ vậy? Thì Phật mới nói rằng Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng là tấm, Địa Tạng là tấm. Mà khi mà hễ mà nói tới Địa Tạng thì ai cũng nghĩ ngài Địa Tạng ở đâu? Ở địa ngục. Mà hôm nay Địa Tạng không ở dưới, bữa nay Địa Tạng lên. Ngài ở dưới đâu phải là ngài bị đọa. Ngài ở dưới là tại vì ai? Vì chúng sanh, mà tượng trưng cho cái tâm đó. Khi mà cái tâm chưa biết hướng thượng, hướng thiện thì tâm còn đọa. Khi nào tâm hướng thượng, hướng thiện là tâm ở thiên đường. Cho nên lạ lắm. Có bao giờ quý vị thấy một cái người bạn mà xưa giờ đó, trời ơi, người này mà dễ gì đi chùa, tự nhiên bữa nay mình thấy họ xuất hiện trong chùa, cái mình cũng đặt câu hỏi: ủa bữa nay chuyện gì mà người đó đi chùa vậy? À, không? Thậm chí mình hồi xưa mình cũng dữ dằn lắm, tự nhiên bữa nay mình đi chùa người ta gặp mình ta cũng đặt câu hỏi: bữa nay ai đi, bữa nay làm gì đó, cái vị đó đi chùa. Thấy không? Thành thử ra có lúc con người mình nó cũng biết hướng thượng, hướng thiện. Cho nên rất là hay những cái bài kinh đó, trong đó nó lồng cái ý rất là hay. Thì hôm nay nhân chúng ta ở đang ở chùa Từ Đàm. Từ Đàm nghĩa là đám mây lành. Thì Pháp Hòa xin giải thích thêm cái bài kệ Tán Lư Hương mà ngày nào chúng ta cũng tụng. Có chỗ quý ngài dịch ra thành thơ nè: Kim Lư vừa bén chiên đàn. À, ai thuộc bài đó không? Khói sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Khắp sông toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Phải không? Đó, chứ cũng cái bài tiếng Hán đó, từ cái tiếng Hán là lư hương xạ nhiệt đó, mà tiếng Việt chúng ta dịch ra có nhiều cách. À, có cái bài mà Kim Lư vừa bén chiên đàn,
là bài một bản dịch của một vị hòa thượng người Việt của chúng ta, hòa thượng Huệ Đăng, ngài dịch cái bài đó thành cái bài mà ai cũng thuộc hết. Cho nên hôm nay khi mình nghe xong cái bài này rồi thì mỗi lần mình đọc cái bài này thì mình nhớ, hoặc là đôi khi mình bực bội, mình phiền não, mình sắp sửa trở thành không phải là một đám mây lành nữa mà đám mây đen, thì mình nhớ, nhớ lại liền, ồ mình là một đám mây, mình về đây mình tạo ra những giọt mưa mát dịu, chứ không phải mình đến đây để mình làm ra những cái không khí không dễ thương. Cho nên mình đã, nếu mình tạo ra một cái không khí nặng nề, cái không khí khó chịu, cái không khí phiền não cho mình, cho huynh đệ mình, cho toàn chúng ở trong chùa, là mình biết mình sai rồi đó. Mình biết mình đang làm một cái điều rất là trật, là mình đến đây mình không tạo ra những đám mây lành cho nơi này nó được thấm nhuần tươi mát, mà mình làm ra một cái không khí nặng nề khó chịu, là mình biết như vậy mình đang bị những cái phiền não hắc phong nó làm cho mình khó chịu. Qua cái bài đó chúng ta hiểu được như vậy rồi thì sau này mỗi lần mình tụng lên là mình nhớ, và mỗi khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn biến đổi trong cái tâm thức của mình ngay cái nơi đạo tràng mình đang tu học, thì mình biết là mình đã làm cái điều chưa dễ thương, chưa đúng, thì chúng ta ráng phải làm sao đúng với cái câu mà chúng ta thường tụng. Mình luôn luôn mình xin Phật thương mình, nghĩ tới mình, nhớ không? Mình lúc nào cũng nghĩ cái câu đó, đó. Xin Phật hãy thương con, nghĩ tới con vậy đó. Ngay cả tụng hồng danh bảo sám, các đức Phật như thế trong mười phương, xin các ngài thương tưởng đến con. Trong kiếp này, trong quá khứ, con đã tạo bao nhiêu lỗi lầm vậy đó. Mình nói rất là nhiều. Phật thì lúc nào mà chẳng thương mình, không? Nhưng mà có điều là lâu lâu mình bye bye Phật, mình nhảy rào một chút, mình tạo những cái khó khăn thôi, chứ còn Phật lúc nào cũng thương mình. Ở đây là có hai câu hỏi nè. Kính thầy, tại sao hoa sen tượng trưng cho Phật giáo, và hoa sen có những đặc tính gì? Cái này Pháp Hòa nói nhiều trong những cái bài nói chuyện về hoa sen. Thì ở đây thì vì câu hỏi, Pháp Hòa cũng giới thiệu thêm những cái bài về sau quý vị nghe. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng á, hoa sen là tượng trưng, một trong những cái biểu tượng của đạo Phật. Ngoài bánh xe Pháp, ngoài bảo tháp, tượng Phật, cây bồ đề, hoa sen là một trong những món để bảo biểu tượng cho đạo Phật. Tại sao vậy? Bởi vì hoa sen có 8 đức tánh. Một là vô nhiễm. Quý vị thấy sen trong bùn mà không nhiễm bùn, thì đó là đức tánh thứ nhất của hoa sen. Đức tánh thứ hai của hoa sen là gì? Là kiên nhẫn. Tại sao? Bởi vì cái củ sen mình trồng ở trong bùn và phải chịu đựng cái dơ bùn đó, đợi đủ duyên thì cây sen nó mọc lên. Cho nên cái đức tánh thứ hai của hoa sen là kiên nhẫn. Người Phật tử chúng ta cũng phải học cái tánh vô nhiễm của hoa sen, học cái đức tánh kiên nhẫn của hoa sen. Hồi sáng này ăn sáng xong thì thầy trụ trì dẫn đi thăm một vòng, thì quý vị thấy chỉ sau 15 năm chùa Từ Đàm bắt đầu thay đổi từ một cái cũ kỹ, từ một cái hư sập, mà từ từ trở thành một cái ngôi đạo tràng tốt đẹp, phải không? Thì cũng như vậy, một con người chúng ta sống bằng cái nhiễm, thì bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn huân tu để chúng ta thay đổi mình. Có nhiều vị mới nói rằng sao tôi tu 5 năm rồi mà không thấy tiến bộ. Khi mình thấy mình không tiến bộ là đã tiến bộ rồi đó, phải không? Giống như khi mình thấy mình dở là bắt đầu mình hay, tại vì mình hay cái là biết mình dở. Còn xưa nay là mình không hề biết mình dở, mà lúc nào mình cũng nói mình number one. Bây giờ mình biết mình dở là bắt đầu hơi hay hay rồi, phải không? Thành thử khi mình ngồi thiền mà mình biết tâm mình còn động là bắt đầu có tỉnh rồi đó. Tại vì mình tỉnh cho nên biết tâm mình còn động. Cho nên á, mình phải kiên nhẫn. Hoặc là nói một cách khác là chúng ta làm việc gì, chúng ta phải học cái đức tánh kiên nhẫn. Không có cái gì mà có thể thay đổi nó liền được.
Quý vị hầm một món, như hồi sáng mình ăn cháo đậu đi, muốn đậu mềm ngon như vậy là phải làm gì? Phải hầm đậu cho mềm chứ đâu phải bình thường, phải không? Muốn cháo mà nó nở ngon như vậy cũng phải để cho nó thời gian nó sôi lửa, nó nở được hạt gạo, hạt nếp đó. Cho nên cái đức tánh thứ hai của hoa sen là kiên nhẫn, vô nhiễm kiên nhẫn. Đức tánh thứ ba của hoa sen là gì? Là trừng thanh. Trừng thanh là gì? Tức là hễ sen trồng ở đâu, dù là bùn, nhưng mà sen có khả năng làm cho nước trong, lắng hết tất cả mọi cái bùn nhơ xuống, làm cho nước nó trong. Người Phật tử cũng vậy, mình đi tới đâu là nhất định phải làm cho chỗ đó trong sạch, tinh khiết, lành lặn, chứ không thể nào phá cho nó hư luôn. Người ta đang giận nhau, lại nói thêm cho giận nữa, đó đâu phải tinh thần của Phật tử. Người ta giận nhau, mình biết mình phải khuyên, mình nói thôi mình là Phật tử với nhau, không, mình đi chùa cũng vì việc chung, thì thôi bây giờ chị làm không được cái này để cho anh đó anh làm, hay là anh không làm được cái này mình chế thêm không. Đó, tôi nói rồi mà không tin tôi. Giờ sáng mắt chưa? Mình nói cho người ta bực tức lên. Chị, cái mà anh biết có một phần thôi, tôi chưa nói hết, tôi mà nói anh còn tức cành thông lên nữa. Tức là mình khơi lên không, mình quậy từ từ, mình không có học được cái đức tánh đó. Mình phải học cái đức tánh trừng thanh của sen. Bùn nhơ cỡ nào mà sen trồng rồi là làm cho nước trong. Ba đức tánh rồi phải không? Thứ nhất là vô nhiễm, thứ hai là kiên nhẫn, thứ ba là trừng thanh. Bây giờ đức tánh thứ tư của hoa sen là gì? Là viên dung. Viên dung là gì? Khi mà sen mà nở là cái đó sen tròn trịa, phải không? Cái đó sen nó tròn trịa, nó không có méo mó. Đó là viên dung, tượng trưng cho cái tinh thần tu học của người Phật tử. Mình ráng tập tu cho đến cái đức hạnh viên dung. Rồi, bốn rồi. Cái thứ năm là gì? Thứ năm là thanh lương. Thanh lương là gì? Là trong sạch. Trong sạch. Thanh lương là tinh khiết, là trong sạch. Bản thân nó làm cho nước trong rồi mà chính nó cũng sao? Cũng trong luôn, cũng sạch luôn. Rồi cái thứ sáu là gì? Là ngẫu không. Ngẫu không là sao? Quý vị thấy cái thân sen á, nó mọc thẳng, cái đó gọi là hành trực. Hành trực là có sen mọc thẳng, và đồng thời ở trong sen nó rỗng. Cái rỗng đó gọi là ngẫu không, cái mọc thẳng gọi là hành trực. Là bảy đức tánh rồi. Hành trực là mọc thẳng, ngẫu không là trong sen nó trống trải, cũng y như vậy. Cái người Phật tử mình phải thẳng, và đồng thời gì? Phải hỷ xả từ bi. Có nhiều khi mình giận mà mình không có xả cho người đó. Cái buông xả đó là tượng trưng cho cái tâm mình rỗng rang. Thí dụ mình, người đó làm sai, mình nói xong rồi mình không có chấp. Cho nên cái chữ xả trong nhà Phật đó, đợi đến khi nó dính rồi mình buông. Xin lỗi, mình buông chữ xả đó chưa phải, chưa đủ. Xả nó còn có cái nghĩa sâu là ngay khi nó khởi sự, chúng ta đừng dính vào nó là đã xả rồi. Xả còn có một cái nghĩa là đừng có chấp. Không có chấp là xả rồi. Bây giờ cái nghĩa thứ 8 là gì? Bồng thực. Bồng thực là gì? Sen có thể dụng sen hết luôn. Củ sen ăn được nè, ngó sen ăn được nè, rồi gì nữa? Tim sen nè, hạt sen nè, hoa sen làm trà nè, lá sen thì gói nếp nữa xôi nè. Cho nên sen không có bỏ một cái gì hết. Gọi là gì? Bồng thực. Rồi quý vị nhớ 8 đức tánh hoa sen không? Vô nhiễm là 1 nè, kiên nhẫn là 2 nè, trừng thanh là 3 nè, viên dung là 4 nè, thanh lương là 5 nè, hành trực là 6 nè, ngẫu không là 7 nè, bồng thực là 8.
Bồng thực nghĩa là dụng được hết, không có phí gì hết. Hành trực là mọc thẳng, phải không? Ngẫu không là rỗng cái bên trong. Cũng giống như người Hoa mà ta lấy cây trúc mà tượng trưng cho người quân tử vậy đó. Cho nên tám cái đức tánh đó là của hoa sen. Thì người Phật tử mỗi khi chúng ta gặp nhau, quý vị bắt tay hay quý vị chắp tay? Chắp tay. Người Phật tử gặp nhau là chắp tay. Mà chắp tay là tượng trưng cho gì? Hoa sen. Đây nè, đó, đây là hoa sen nè. Mỗi khi mình gặp nhau mình chắp tay là hoa sen. Mà hoa sen này để ngay đâu? Ngay trong tâm này. Cho nên là mình để cái hoa sen, để hoa lòng ngay cái lòng mình xá người đó. Bắt tay có một à, phải hai tay trân trọng đó. Cho mình mà gặp người đó mình bắt tay, đó là xã giao, không mà không thân nữa là xã láng. Còn á, mình gặp nhau đây là cung kính nè. Đây là cung kính nè. Quý vị thấy không? Cho nên trong Phật giáo là gặp nhau là chắp tay chào. Thậm chí ai cho mình cái gì mình cũng chắp tay mình xá. Là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái ý nghĩa là chúng ta trân trọng cảm ơn trong một cái nhẹ nhàng, không cần phải nói gì cả. Thí dụ trong cái bữa ăn cơm im lặng, trai đường quá đường đó, người ta mang tới cái gì cho mình, chỉ cần chắp tay xá là người ta hiểu là mình cảm ơn người ta. Rồi mình đem tới cho ai cái món gì đó, mình để xuống rồi mình cũng chắp tay mình xá. Nghĩa là gì? Tôi xin cúng dường. Cũng giống như quý vị mang cái ly nước tới cho quý thầy, quý vị không có cần nói gì hết, quý vị để xuống xong quý vị chắp tay xá là nghĩa con xin cúng dường. Rồi thầy cũng đáp lại cảm ơn. Nhưng mà không nói. Vô ngôn. Vô ngôn mà thông. Vô ngôn mà thông. Không nói gì hết mà mọi việc nó thông hết. Việt Nam mình có một vị thiền sư, đạo hiệu của ngài là Vô Ngôn Thông. Và sau này trở thành một cái phái thiền ở Việt Nam mình, phái thiền Vô Ngôn Thông. Có bao giờ mà vợ chồng hiểu ý với nhau khỏi cần nói gì mà thông hết không? Có chứ, tại mình sống với nhau biết rồi, mình ăn thông cái ý rồi. Thì trong chùa cũng vậy, giữa thầy và trò tâm đắc với nhau rồi thì không cần phải nói gì cả. Mọi việc tự động nó đi như vậy, tại vì tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng thì mình cũng vậy. Thí dụ như bây giờ thầy cầm cái hương, thầy nguyện hương, đến cái cầu Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát ba lần, cái tự nhiên vị thị giả biết bước tới gần thầy, xá thầy, cái thầy đưa cây nhang. Thầy đưa cây nhang cái vị thị giả mới đi xuống cắm hương, phải không? Hay là tới giờ lễ thầy chủ lễ bước lên bon bon, thầy chủ lễ quỳ xuống, thì tự nhiên mình là cái người thị giả cầm hương, biết bổn phận cầm hương đến dâng cho thầy chủ lễ để thầy chủ lễ nguyện hương. Thầy chủ lễ đâu cần, ê đưa nhang coi. Thầy chủ lễ cũng chẳng cần nói nè xong rồi nè, không cần nói gì hết, vì lúc đó là tâm tâm thông với nhau, tương thông với nhau đó. Cho nên á, mình mỗi khi mình gặp nhau mình chắp tay. Cho nên á, người Phật tử chúng ta gặp nhau chúng ta xá một cách trân trọng. Đừng có cái trường hợp vậy. Không, mình tới bằng Phật cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Phật xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con. Mình cứ lắc cái tay gì nè, tại vì mình lắc xăm nó quen rồi đó. Lắc xăm quen rồi, giờ mình xá Phật mình cũng lắc kiểu này. Một xá mà xá cho sâu, cầm xà xuống xá cho sâu, chứ mình không cần phải xá cái nào xá cho nó sâu. Thường á, khi cái xá của mình là nó phải phân nửa người đó. Nửa người mình xá xuống đó. Đó. Chứ không phải là vậy. Là mình xá mình ngó coi ông đâu có ngó mình không. Khi mình xá là tai xá, đầu xá. Cái tai á, là tượng trưng cho thân. Cái đầu là tượng trưng cho cái tâm. Cho nên khi mình xá Phật á, là thân tâm cùng một xá. Cho nên mình xá xuống, chứ không phải cái chuyện mình xá mà mặt mình ngó vậy nè, phải không? Thì là mình như vậy nó chưa có nói lên được cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó còn dòm ngó, cho nên thân tâm phải cung kính. Cho quý vị thấy là tại sao Phật ngồi trên hoa sen? Bởi vì Phật là người tỉnh, người giác. Mà người giác là không có mê, mà không mê thì không có nhiễm.
mà không có nhiễm là hoa sen. Cho nên Phật đi trên hoa sen, Phật ngồi trên hoa sen. Trên thực tế Đức Phật không có đi trên bông sen, làm sao mà bông sen nào mà mọc lên mà Phật đạp lên được. Nhưng mà đó là biểu tượng. Biểu tượng khi chúng ta vẽ hình Phật, chúng ta vẽ Đức Phật đứng trên hoa sen, là vì hoa sen là một loài hoa không có ô nhiễm. Mà chính không ô nhiễm, chúng ta sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui của trần tục. Ở trong trần mà không nhiễm trần, như cái bài kệ, cái bài thơ hồi nhỏ mình học vậy đó. Gần buồn mà chẳng, hôi tanh mùi bụi. Và đồng thời chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta muốn có hoa sen thì không thể nào rời khỏi bùn nhơ mà có sen được. Muốn có sen thì nhất định phải có bùn, vì bùn mới tạo nên hoa sen. Cũng như vậy, người muốn an lạc thì không phải an lạc từ đâu mà an lạc từ cái đau khổ. Có khó khăn mình mới thấy được giá trị, có đau khổ mình mới thấy giá trị khi mình hạnh phúc. Khi mình đau răng thì mình, lúc mình hết đau răng mình mới biết là không đau răng là hạnh phúc. Lúc bình thường mình có hai cái chân khỏe để mình đi, mình đâu có thấy quý. Lỡ mình bước đi mình hụt cái chân, cái nó kẹo cái mắt cá, cái mình đi, mình đi nạn đi mấy tháng trời, trời ơi lúc đó mình thấy thiệt, lúc bình thường mình đi thiệt là quý. Cho nên gặp một cái khó đó, thì lúc đó mình mới thấy nó quý. Thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ngày hôm qua lên xe với thầy trụ trì đó, thì Pháp thầy mới dạy là ngày mai thầy xuống dưới, tới nơi rồi là thầy nghỉ một chút, là thầy lên thầy nói chuyện với Phật tử rồi tối thêm buổi vậy đó. Thì Pháp Hòa mới thưa là dạ, tại vì mỗi một lần đi mỗi một lần khó, phải không, mà thời gian con ở đây cũng quá ít, thì thôi thì thầy dạy mấy buổi thì mình lên mấy buổi, tức là mình tận dụng, mình không có để nó phí, phải không. Thì thưa đại chúng là mình sống như thế nào để mình không có phí cái gì hết thì cũng giống như sen vậy đó. Mình không có phí cái gì hết á. Lá sen thì gói cơm gói nếp, ai mất ngủ thì uống tim sen, lấy hạt sen nấu chè, lấy hoa sen làm trà, lấy củ sen hầm nước uống. Mà thậm chí sen mà hầm rồi cũng không bỏ đem đi kho. Quý vị ở đây ăn củ sen kho chưa? Ngon lắm. Củ sen mà đem kho rất là ngon. Mà nhớ là phải sắc cho nó viên viên vậy nè, rồi chiên cho nó giòn lên, rồi kho kẹo, ăn vừa giòn mà vừa ngon. Cho nên sen là không bỏ gì cả. Và người Pháp Hòa hay đùa, Pháp Hòa nói người Việt mình đó, người nào mà ở đỡ kêu con sen. Bây giờ ai gặp mình mà kêu mình con sen á, không phải người ta chê mình đâu, là người ta khen mình đó. Con sen là việc gì cũng biết làm. Vậy thì mình là con sen thì việc gì mình cũng làm được, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng ứng sống được. Và đặc biệt là cái thanh lương của hoa sen là gì? Trời có nóng bức, trời có oi bức cỡ nào, hoa sen cũng không héo tàn trong nắng, trong nắng mà vẫn vươn lên rất là đẹp trong cái mùa hè đó, đặc biệt như vậy. Và hoa sen còn có một cái đặc biệt là cành lá mọc riêng. Thường thường quý vị thấy không, hoa hồng hoa cúc á, cây bông thì có lá, mà sen là đặc biệt, lá mọc một cành, sen mọc một cành chứ không có mọc chung, nó đặc biệt vậy đó. Cho nên đó là những cái đặc biệt của hoa sen mà Phật giáo muốn dùng để nói lên được cái ý nghĩa chúng ta sống trong đời mà không ô nhiễm, gọi là hoa sen. Cho nên á, nghĩa là khi mà khi mê á, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen, phải không. Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Cũng giống như chúng ta có tiền, mà nếu mà chúng ta có tiền mà xài không đúng thì tiền nó hại mình. Bản chất tiền nó không có tội lỗi gì cả, mà chúng ta không biết ứng dụng tiền thì tiền nó sanh lỗi. Cho nên mới nói là sao, khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nếu người có tâm mà sử dụng tiền, tiền đâu có phi nghĩa, phải không, tiền đâu có phải vô dụng. Ví dụ với mình có tiền mình đi đánh bài, mình làm cái gì đó không đúng, giờ có tiền mình cúng chùa, mình làm từ thiện,
Thì khi mê, tiền vẫn là tiền. Cái người mê thì tiền không có giá trị, tiền sử dụng phung phí. Nhưng mà ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Mình cúng một đồng mà cái tâm mình có thiện đồng đó là sao? Lớn lắm. Tại vì mình cúng mà bằng cái tâm của mình. Cho nên tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình có tiền mà không biết dụng thì tiền nó có lỗi. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Giờ chùa đang cất để quý vị dư cúng hết không có nghĩa. Rồi bây giờ đến câu thứ hai. Xin thầy giải thích sự khác nhau giữa kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Kinh nào thuộc đại thừa và kinh nào, và kinh đại thừa gồm những bộ kinh nào, và kinh tiểu thừa thế nào? Thứ nhất mình nói là, thứ nhất mình nói đại thừa tiểu thừa trước đi. Thưa đại chúng, thật sự cái thời của Phật á, Phật không có chia cái gì là tiểu đại cả. Mà Phật là luôn luôn tùy duyên mà Đức Phật nói pháp. Gặp cái người căn cơ lanh lợi thì Đức Phật nói những ý nghĩa cao sâu. Gặp những người mà căn cơ bình thường thì Phật nói những cái điều rất bình thường. Với một mục đích thôi, là sao? Làm cho người ta hiểu được đạo lý để người ta sống, người ta tu. Cũng giống như mình bây giờ gặp con nít thì mình phải dùng ngôn ngữ của con nít. Gặp người lớn thì mình nói ngôn ngữ của người lớn. Nhưng mà một mục đích của mình là cốt cho hai bên đều hiểu ý mình muốn nói cái gì. Đức Phật cũng như vậy. Sau này khoảng chừng hơn 100 năm sau thì lời của Phật dạy đó các vị được kết tập đôi ba lần. Lúc đó chưa có chép kinh vô giấy vô gì hết á, toàn là truyền miệng không à. Thì thưa đại chúng, mà quý vị nghĩ mà truyền miệng với nhau thì kỳ sau nó có đúng nữa không? Sai, phải không? Cho nên cái sự truyền miệng dần dần bắt đầu nó lệch lạc. Nó có những cái ý, nó có những cái ý kiến bất đồng với nhau. Cho nên bắt đầu mới chia thành hai nhóm. Một á, thì muốn giữ nguyên cái truyền thống. Một á, thì muốn hội nhập với cái đời sống xã hội hiện đại. Cho nên bắt đầu mới chúng ta mới gọi là thượng tọa bộ với đại chúng bộ. Thượng tọa tức là bây giờ chúng ta gọi là tiểu thừa đó, nguyên thủy nam truyền đó. Đại chúng tức là bây giờ đại thừa đó. Nhưng mà đâu có phải dừng ngay đó đâu. Rồi từ đó bắt đầu chia thêm 20 bộ phái nữa dần dần về sau. Nhưng mà ở đây cái ý nghĩa đại thừa và tiểu thừa nó không có cái ý chê trách với nhau là người nhỏ người lớn. Và chỉ có ý rằng cái gì mà chúng ta chở được lớn thì gọi là đại. Chở được số nhiều, chuyên chở được cái lớn. Cái gì mà chuyên chở số nhỏ, như cái xe nhỏ, chở ít thì gọi là tiểu. Vậy thôi, tiểu thừa, đại thừa. Bây giờ á, kinh đại thừa là kinh gì? Kinh đại thừa tức là những bộ kinh mà cái ý nghĩa trong đó sâu sắc, và thậm chí những hình ảnh trong đó rất là trừu tượng, làm cho chúng mình khó hiểu, và thậm chí mình khó tin nữa. Nhưng mà những kinh đó có gồm những cái ý của các vị tổ sau này, các ngài phối hợp với lời Phật, các ngài đưa vào trong đó để đưa cái ý nghĩa cho chúng ta tư duy quán chiếu tập tu.
Còn những cái kinh Nam truyền mà bây giờ mình hay gọi là kinh tiểu thừa đó, Nam truyền đó là những cái kinh rất là căn bản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hành. Ví dụ như là kinh soi gương. Đức Phật dạy mình đó, mỗi người phải soi cái gương, cái kiến. Nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình biết rằng mình cần phải lau chùi. Nếu mặt mình sạch thì mình vui mừng và giữ như vậy. Thì cũng như vậy, mỗi người chúng ta tự quán chiếu mình. Nếu mình thấy mình dở thì mình phải thay đổi, vân vân. Hay những cái kinh mà rất là cơ bản. Nhưng mà kinh Đại Thừa nó cũng từ những cái kinh Tiểu Thừa mà ra. Các vị lấy cái ý của kinh Tiểu Thừa rồi nói lên những cái câu, những cái nghĩa sâu sắc hơn. Bây giờ kinh gì gọi kinh Đại Thừa nè? Kinh Thủ Lăng Nghiêm, như hồi sáng mình tụng, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, những bộ kinh nó thuộc hệ thống kinh Đại Thừa. Những nghĩa trong đó mình đọc mình thấy trừu tượng vô cùng. Ví dụ như Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa đi, có người đang đi trong một cái, đang rớt xuống cái hầm lửa, niệm Quan Âm cái tự nhiên hầm lửa biến thành đi vào cái chỗ mát mẻ. Người đang đi trong một cái biển lớn, niệm Quan Âm cái được tấp vô trong cái bờ. Người đang bị la sát quỷ dữ hành hung, niệm Quan Âm thì hết la sát. Thí dụ vậy, những cái ý nghĩa mình tụng mình nói làm gì, thử bây giờ tôi nhảy vô lửa tôi niệm Quan Âm có thể biến được không? Nhưng mà cái kinh như vậy đó, cái ý nghĩa nó sâu sắc thì chúng ta phải cần suy nghĩ quán chiếu. Cái lò lửa đó là tượng trưng cho gì? Thí dụ vậy đó, lò lửa là tượng trưng cho sân hận. Người mà đang sân hận thì chẳng khác nào đang ở trong lò lửa. Bây giờ phải kiếm một chỗ ngồi yên, quay trở về niệm Đức Quan Âm. Niệm một hồi thì cái lửa sân hận của mình nó lắng xuống. Thì rõ ràng là mình khua đau, mình lắng xuống thì lửa tắt hết. Ý nghĩa như vậy đó. Rồi bây giờ người đang trôi trong nước là tượng trưng cho tham dục. Niệm Quan Âm thì tấp vô bờ, tức là không có bị những cái tham dục nó cuốn lôi mình nữa. Rồi cái người mà bị la sát nó hành hung, đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho khen chê trong đời đó. Cho nên có một vị tể tướng đến gặp một hòa thượng, nói bạch hòa thượng, tôi tụng ở trong kinh Phổ Môn, cái chỗ mà la sát đó là gì? Cái thì hòa thượng mới ngước đầu lên, hòa thượng nói: ông ngu si lắm, đừng có hỏi câu đó. Trời ơi, cái ông này ông đỏ phừng mặt ông lên. Thì hòa thượng nói: rồi la sát nó có mặt. Cái thì ông này hiểu được cái ý hòa thượng chứng minh cho ông thấy, ông chắp tay ông cúi. Thì quý vị thấy la sát là gì? Tức là khi nào mình bị lời khen tiếng chê nó lôi mình, nó làm cho mình mặt mày của mình biến sắc, đổi dạng, thì lúc đó là la sát quỷ dữ nó có mặt. Rồi khi mình niệm được Quan Âm, có là mình trở về mình thấy, ồ thì ra khi mình đang bị như vậy là la sát nó lôi mình nè, thì mình liền trở thành Bồ Tát. Đó, những cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa là nói cái ý nó sâu, trừu tượng lắm. Chúng ta đọc rồi chúng ta nhiều khi không hiểu hết ý. Ví dụ như cái trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, có câu á: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Nói bài chú này là bài chú rất sáng chói, bài chú rất thần diệu, bài chú đại minh, bài chú vượt hơn tất cả các chú. Nghe không? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Bài chú này có thể trừ tất cả những khổ nạn, chân thật không hư dối. Bài chú này là gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Khi mình đọc vậy mình thấy trời, cái câu này chắc câu chú thần diệu lắm. Nhưng mà nếu dịch cái câu này ra là gì? Vượt qua, vượt qua, cố gắng vượt qua, cố gắng hơn nữa để vượt qua, đến đời bên kia rồi vui mừng quá. Ủa, tôi có thấy gì đâu mà thần chú ghê gớm vậy? Thử thời bây giờ ai chọc mình giận, mình sắp sửa nổi bung cái mình nói vượt qua, vượt qua. Theo mình ra tới cửa rồi nó vẫn theo mình, nó nói tiếp, đi ra ngoài sân đi, cố gắng vượt qua, qua bên ho kia, bên kia ngồi. Chùa mới xây xong cái ho bên kia, qua tuốt bên kia ngồi, leo lên trên cái xà, cái gác ở trên ngồi nữa, ngồi lắng xuống, vượt qua hết rồi ta bà ha.
Sa Bà Ha là gì? Là đến bờ bên kia. Cho nên tụng câu nào trong mấy cái bài kinh đó cũng đều có câu Ta Bà Ha hết á. Chỉ cái chữ Ta Bà Ha nghĩa là chúng ta đã đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ gì? Bờ an vui, bờ tự tại. Còn bờ bên này là bờ khổ lụy. Hết giờ đó. Không, cái chuông đó là chuông Ta Bà Ha đó. Thì cái mà cái giúp cho chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu sắc đó, cái đó gọi là kinh liễu nghĩa. Còn kinh bất liễu nghĩa là những cái kinh bình thường. Pháp Hòa ví dụ á, ở trong chùa mà cho xin xăm á, là một hình thức mình phương tiện cho những người người ta chưa hiểu được cái liễu nghĩa. Người ta phải tạm mượn cái bất liễu nghĩa. Người ta tin là có Quan Âm cho người ta cái quẻ đúng, quẻ sai, quẻ lành, quẻ tốt gì đó. Cái đó là bất liễu nghĩa. Nhưng mà có những người người ta chưa tới cái trình độ đó. Thôi thì mình mượn cái phương tiện đó mình cho người ta hiểu. Vậy thôi, chứ còn khi mà người mình là Phật tử mà hiểu đạo rồi đó thì chẳng cần xin gì nữa cả. Vì Đức Phật nói rồi, này các vị, Đức Phật nói trong bài kinh, này các vị, chỉ cần mỗi sáng sớm người nào khởi ý nghĩ lành, làm điều lành, nói điều lành, nhất định ngày đó ngày an lành. Mỗi sáng nghĩ điều tốt, làm tốt, nói tốt, ngày đó ngày tốt. Một tháng 30 ngày mà ngày nào cũng nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, tháng đó tháng tốt. Một năm mà thường xuyên nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt là năm đó năm tốt. Bất cứ tuổi gì mà nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt thì là tuổi tốt. Cho nên mình mới có cái bài đó: buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đâu giờ quý vị tập thử cái bài đó đi. Đơn giản thôi, buổi sáng nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, cho nên buổi trưa làm điều lành, buổi tối ngủ thì mộng điều lành. Nhớ không? Nghĩ lành, làm lành, mộng lành, ta có một ngày vui. Bốn câu thôi. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Làm lại nha. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mọc điều lành, ta có một ngày vui. Đó. Được rồi đó. Sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Rồi bây giờ mình đi xuống bếp. Làm bếp thở và cười, lặt rau thở và cười, rửa chén thở và cười, ta có một ngày vui. Rửa chén cũng cười, lặt rau cũng cười, làm bếp cũng cười, thì ta có một cái chùa vui luôn nữa, chứ không phải một ngày vui nữa. Mà bây giờ quý vị thấy không? Người rửa chén vui, người quét nhà vui, người nấu bếp vui, người lặt rau vui, thì có phải là Tết thành đám mây lành không? Nó rõ ràng thôi. Mình là lư hương xạ nhiệt, mỗi người là một nén hương, kết tụ thành một lò hương báo, xông lên khắp pháp giới này làm thơm. Người ta tới chùa, người ta bước vô chùa, người ta thấy cái không khí nó vui quá, mọi người ai cũng hoan hỷ quá, không có người nào mà nhăn nhó khi làm việc cả. Dù cực cỡ nào nhưng mình biết mình đang là một áng mây rất là tươi mát. Cho nên buổi sáng nghĩ lành, buổi trưa làm lành, buổi tối mộng lành, ta có một ngày vui. Cho nên Phật nói trong một bài kinh rất đơn giản: này các thầy, một người mà buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa
buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành thì ngày đó vui. Làm lành, nói lành, hành động lành thì ngày đó là vui. Cho nên á, đại thừa và tiểu thừa không có gì xa cả, phải không? Đại thừa tức là khi cái tâm mình mở rộng. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật, cái nhà Duy Ma Cật có một thước à, một thước vuông à, vậy mà mấy chục ngàn Bồ Tát ngồi ở trong đó được hết. Sao kỳ vậy? Có cái nhà nào mà dữ dội vậy? Thưa, cái nhà muốn nói đó là cái tâm. Khi mà cái tâm mình rộng á thì bao nhiêu người cũng được hết á. Mình nấu ăn cho chùa, càng đông người tới ăn thì đúng với sở nguyện của mình là mình nấu có người tới ăn, mà người ta ăn ngon ta mới ăn nữa. Cho nên á, mình làm việc gì cho đại chúng, mình đem cái lòng rộng rãi của mình ra, mình cho tất cả mọi người. Người đó làm được việc đó, hôm nay mình được nghỉ, không có gì buồn, không có gì lẫy cả. Thôi giờ hết cần tôi rồi, thôi tôi khỏi làm nữa. Đừng có lẫy mấy cái đó, phải không? Mình lẫy mấy cái đó giống như sen mà chưa nó viên dung vậy đó. Mỗi người một cánh sen, phải không? Mỗi người một cánh sen mà tập hợp lại mới thành một đóa sen. Chứ nếu mình nói thôi giờ không cần tôi nữa, tôi rút cái lần cánh sen là nó bay, thì cánh sen mà nó bay lát nhìn bông sen còn lại leo có mấy cánh, mà toàn là mấy cánh 70 không mà mấy cánh mà 40 mấy đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thì đâu phải là một cánh sen viên dung, một đóa sen viên dung. Cho nên mình là Phật tử, mình phải thể hiện được cái viên dung của hoa sen là tròn trịa, không có khiếm khuyết. Mình phải thể hiện được cái thanh lương của hoa sen, dù nóng bức nhưng không bao giờ bị khô héo. Cũng như vậy, dù cuộc đời nó như thế nào, tinh tâm tư người Phật tử vẫn không có khô héo, vì mình biết rõ tất cả mọi hiện tượng. Cho nên á, bây giờ thưa đại chúng, kinh liễu nghĩa tức là khi chúng ta làm việc gì, nếu theo cái văn tự á, kinh liễu nghĩa là những bài kinh đưa lên cái ý nghĩa cao siêu, còn kinh bất liễu nghĩa là những cái kinh mà nói những cái chuyện bình thường cho chúng ta trong cái bước đường mới bắt đầu vào đạo. Còn ở đây nó có cái nghĩa sâu là gì nè, bất cứ một cái gì mà nó vô trong tay mình rồi á, với cái tâm tư mà rộng rãi của người Phật tử, cái đó nó đều thành liễu nghĩa. Đừng có chấp cái hình tướng đó. Cho nên ngày xưa có một vị tổ nói vậy nè, người chánh nói pháp tà, quý vị nghe kỹ ha, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nghe rõ câu kỹ rồi đó. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Nghĩa là cái người mà người ta chánh, dù cái điều đó nó tà, nhưng mà với cái cách giải thích của người chánh thì tà nó cũng thành chánh. Với cái người mà hiểu được đạo lý bất liễu nghĩa nhưng mà lọt vô tai họ rồi thì cũng thành ra liễu nghĩa. Còn nếu cái người mà họ bất liễu, họ đã không liễu nghĩa rồi, thì liễu nghĩa cũng lọt vô tai họ cũng thành ra bất liễu nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái câu này: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát Quán tự tại, khi ngài đi sâu vào, ngài quán sâu vào cái trí tuệ bát nhã, ngài mới phát hiện ra một điều rằng ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không. Thấy được như vậy cho nên ngài vượt tất cả khổ ách. Ngài phải chiếu kiến, chiếu là chiếu rọi, thấy rõ, chiếu rọi để thấy rõ cho nên vượt khổ ách. Cái người mà không hiểu được cái câu đó đó, biểu á, đi về sắm khoảng 50 cái kiến để xung quanh, rồi mình ngồi vô đó nhìn vô cái kiến kêu là chiếu kiến, phải không? Thành thử ra cái người tà mà nói pháp chánh á, chánh pháp thành tà pháp. Cái chữ chiếu kiến đâu phải là làm nguyên cái phòng kiến rồi vô đó ngồi đâu. Chiếu kiến là
bất cứ chuyện gì nó đến, mình nhìn sâu mình thấy rõ cội nguồn của nó, khổ ách hết liền. Phá hoại, ví dụ như cái chị đó đó, thường ngày chỉ vui vẻ lắm, tự nhiên hôm nay sao chị không dễ thương, chị quậu quọ. Mình là cái người mà bất liễu nghĩa là mình chấp vào cái đó liền. Nhưng cái người liễu nghĩa ta nhận cái bất liễu nghĩa đó, chắc có lẽ hôm nay gia đình chị có chuyện, hoặc là sức khỏe chị không tốt. Từ cái không dễ thương của người đó, mình tư duy quán chiếu về cái chiều sâu lý do đó thì hết buồn liền. Chiếu kiến thấy rõ cái gốc, cái nguồn cội không vui của người đó, mình hết buồn, hết khổ, hết giận về người đó. Quý vị thấy đứa con nít ban đêm nó khóc đó, nó đâu có nói cho mình biết nó làm sao đâu. Nó khóc cái mình dỗ đích nó, mình nó hư quá mình đánh nó thêm. Nhưng bây giờ chịu khó đi, lật nó lên có lý do nào nó khóc. Ai ngờ đâu là nó tiêu tiểu trong cái tã, nó khó chịu nó khóc. Mình thấy được lý do nó khóc, mở tã ra lau chùi sạch sẽ, nó mát mẻ, nó ngủ. Đó, vì sao mà mình thấy được điều đó? Vì mình không có giận dữ khi nó hét hò. Khi nó hò hét mà mình biết tìm nguyên do tại sao nó khóc. Mình phải có cái đó. Cho nên tất cả mọi cái gì nó mình là cái người học Phật đó, có cái tâm rộng rãi của bất liễu nghĩa rồi đó, cái gì nó lọt vô tai mình đều có thể liễu nghĩa được hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Phật tử đa số những người ta chưa hiểu, người ta cúng cái gì người ta cũng mang tới, muốn tem tới bàn Phật hết á. Ta đem bao gạo ta cũng muốn trình Phật, người ta đem bình dầu ăn người ta cũng muốn vô trình Phật, ta bưng nguyên bịch nấm đông cô và ta cúng chùa ta cũng muốn trương lên bàn Phật cho Phật thấy ta cúng. Không được, cái này dơ lắm cũng được đem lên. Thôi mình đem lên cho người ta vui chút đi, 5 phút 10 phút ta lại Phật, ta dâng Phật rồi ta đi ra mình bưng xuống có sao đâu. Mình bất liễu nghĩa chi cái chỗ đó, không? Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên cái người ở cái mặt hình tướng kinh liễu nghĩa, tức là những kinh cao siêu, kinh bất liễu nghĩa là những kinh phương tiện. Ví dụ như mình cúng cơm cho vong, đó là bất liễu nghĩa. Cái chuyện cúng cơm cho vong là vì truyền thống văn hóa, mà mình cúng đó là gì? Là mình muốn giữ lại cái truyền thống văn hóa, nhớ cội nguồn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái đó là bất liễu nghĩa mà bỏ, thì rốt cuộc là cái gì cũng bỏ hết. Mặc dù mình cúng đó, cái người mất đó mấy chục năm rồi, mỗi năm tới ngày giỗ mình vẫn cúng. Nhưng mà cúng cái đó không phải cúng người đó, mà cúng con cháu mình giữ cái truyền thống văn hóa. Mình cúng để mình duy trì cái đạo đức đó. Mình cúng để mình nhắc nhở con cháu mình không có quên cội nguồn ông bà tổ tiên. Cho nên mình cúng là cúng làm sao để duy trì cái đó, chứ không phải cúng cái người đó. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên cúng mà không khổ. Cúng mà không khổ tại mình hiểu rồi. Chẳng hạn như mà quý vị ở đây mà đi cúng linh phải không? Mỗi lần mà thầy chủ lễ biểu gia chủ rót trà, rót xong rồi lại mấy lại? Hai lại. Ủa tại sao không lại ba, lại bốn mà lại hai? Đó, lại hai đó là tượng trưng cho cái gì? Chân đế và tục đế. Tục đế á, là tục đế là những cái lời lẽ, những cái đạo lý nó còn nương vào thế gian. Sống uống nước, chết cho nên cúng nước. Đó là tục đế. Rót trà rồi biểu người ta cúng trà cho người thân là tục đế. Nhưng mà trong khi mà rót trà đó, chúng ta đọc một cái câu kinh, một cái bài kệ để khai mở tâm tư của người sống. Ví dụ như đọc một bài kệ: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cái người sống mà ta nghe được bài kệ đó, cái tâm tư người ta mở ra. Đáo để có sanh thời có tử. Đáo để là gì? Trời đất này nè, trong cõi trời đất này nè, có sanh thì phải có chết. Mấy ai thoát khỏi được cái con đường này đâu. Họ liễu được cái chỗ đó. Thì cái đó là chân đế. Chân đế là mình muốn nói cái nghĩa cho người ta biết.
Còn bây giờ bình thường mà biểu họ quỳ, ngồi đây cho tôi đọc kệ cho nghe, họ la mình liền đó, nói tầm bậy tầm bạ không. Nhưng mà giờ người thân họ mất, họ tới chùa họ mời thầy đi cúng, vì họ muốn mà, họ muốn cúng, họ mời mình cúng, cho nên sẵn dịp này mình thuyết pháp cho họ nghe. Một cái hình thức thuyết pháp cho người sống nghe, mượn người chết. Người chết mà không có nằm đó là mình tụng họ đâu có nghe. Giả bộ nói hương linh ơi. Hương linh ơi là ai biết không? Là mình đó, người sống á. Người sống mà không biết hướng Phật gọi là vong linh. Chưa quy y Tam Bảo, chưa hướng về con đường đạo lý gọi là vong linh. Nếu mà đã có quy y Tam Quy Ngũ Giới, hướng về Phật Pháp rồi gọi là hương linh. Người nào mà thọ thập thiện giới, thọ tại gia Bồ Tát giới, thọ sa di giới là chân linh. Còn người nào thọ tỳ kheo giới là giác linh. Bốn linh phải không? Vong linh, hương linh, chân linh và giác linh. Còn người nào chuyện gì cũng có mình, tạp nhạp kêu gì? Linh tinh. Tất cả những cái hình thức ở trong chùa đó, đó là bất liễu nghĩa. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì mình thấy liễu nghĩa. Có phải không? Tại sao cúng trái cây? Ví dụ vậy đó. Phật ăn uống gì đâu cúng. Đấy. Trước khi có quả thì nó là nhân. Hạt cam thì ra trái cam, cho nên cúng dĩa trái cây là tượng trưng cho nhân quả, nhắc nhở mình. Nhớ nghe, cây cam, hạt cam sẽ là trái cam. Cho nên khi mình cúng trái cây là nhắc nhở mình đạo lý của nhân, nhân quả. Mà tại sao trái cây không có sắp lè phè mà phải đôn cao lên? Ý muốn nói là mỗi ngày mình phải vun trồng cái quả tốt cho nó cao lên. Đó, trái cây là để trên bàn thờ để là bất liễu nghĩa. Mà hiểu được cái nghĩa rồi là liễu nghĩa. À, tại sao phải cúng nước? Bởi vì nước là tượng trưng cho thanh tịnh lắng trong. Phải không? Người muốn lắng trong thì phải có định tĩnh. Định tĩnh mới lắng trong, đó là tượng trưng cho nước. Vậy thì ly nước để lên là ly nước là bất liễu nghĩa. Đạo lý của nó là liễu nghĩa. Chưa hiểu gì hết, chấp trước đủ thứ gọi là tiểu hiểu thừa. Đến khi tâm tư mình thoáng ra rồi, mình hiểu hết tất cả những ý nghĩa rồi, thì ai làm gì mình cũng chấp nhận được hết. Mình ôm bắp mình biết hết, người ta chuyên chở cái đạo lý trong đó hết là đại thừa. Cho nên từ đó rồi mình không có còn, nếu mà mình tu á, mà còn chấp nha, tôi á, đại thừa, anh kia tiểu thừa, thì mình là gì? Tiny thừa. Very small. Không có chấp trước mấy cái đó. Người tu mà còn chấp đại, chấp tiểu, rồi chấp này chấp kia đó, còn chấp là còn vướng mắc. Mà còn vướng mắc là còn khổ. Mà còn khổ thì sao gọi là liễu được? Chữ liễu là gì? Là vượt thoát. Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Muốn có được cái trí tuệ chơn minh liễu thì phải học Phật, phải nghe Pháp. Học Phật nghe Pháp tường tận mọi vấn đề rồi thì chơn minh liễu. Mà người chơn minh liễu thì nhất định sẽ sanh Tây Phương tịnh độ. Đúng. Thế thôi, chứ có gì đâu. Muốn sanh trong hoa sen mỗi ngày không? Muốn hoa sen làm cha mẹ mình không? Thì tâm tư mình phải thoát hết những cái sự chấp trước đau khổ đó. Thật sự ra quý vị thấy được cái chỗ đó rồi thì nhẹ nhàng vô cùng. Đây ông này đó, ông này của tàu Trung Hoa đặt ra chứ đâu phải Di Lặc tướng này. Đây là cái biểu tượng, là người ta theo cái dáng của Bố Đại Hòa Thượng. Ở thời đại Ngũ Hồ bên Trung Quốc, có một ông lão Hòa Thượng bụng to, lúc nào cũng đeo cái túi vải. Người ta gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng. Không biết ông tên gì, cứ gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng thôi. Thì khi ông mất, ông để lại một bài kệ. Từ đó người ta, bài kệ đó là: tôi đây là Di Lặc, thường xuất hiện trước mặt mọi người mà mọi người không biết tôi là ai. Từ đó nó nói, ô thì ra cái ông Hòa Thượng Bố Đại đó là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát.
bắt đầu mượn cái tướng cái hòa thượng đó, đó tạo nên cái tượng này. Chứ đâu quý vị mà nếu mà lỡ hôm nào mà được về cõi trời đâu xuất á, mà đi tìm cái ông này trở là không có nha. Đừng có dính mắc cái tượng đó, đây là biểu tượng thôi. Tại sao để cái ông Phật mà vui vẻ cười vậy, hoan hỷ? Mà nếu mà lên cõi trời đâu xuất mà tìm một Di Lặc Bồ Tát, mà mấy vị khác nói tôi đây là Di Lặc, nói Di Lặc gì ốm nhôm vậy. Tôi nhớ Di Lặc bụng bự lắm, đi tìm ông bụng bự không ra. Cũng giống như giờ quý vị thấy Phật Thích Ca mỗi kiểu mỗi khác không? Ấn Độ nhìn Phật Thích Ca khác, Thái Lan khác, Miên Điện khác, Trung Quốc khác, Việt Nam khác. Vì cái đẹp của mình sao thì mình làm Phật ra như vậy. Cho nên mình phải biểu tượng thôi. Tượng Phật là biểu tượng à. Cho nên rồi hiểu được như vậy thì mình không có còn khổ lụy. Vì khi ngày xưa Chư Tăng đi vô trong triều thì hở cánh tay giống như Ấn Độ quấn y, nhưng mà cái đó là phong tục Ấn Độ, và khi nó sang tới Việt Nam, Trung Quốc thì nó không còn phù hợp nữa, bởi vì cái xứ của mình, xứ Trung Quốc và xứ Việt Nam là kính trọng và phải kính đáo chứ không được hở hang. Cho nên các thầy, các quan hay vua đó mới mượn cái áo của các ông quan đời nhà Đường chế ra cái áo tay rộng thùng thình, là bây giờ quý vị quý thầy hay đọc đó, là cái áo đó là nó xuất phát từ thời nhà Đường, rồi mãi truyền đến càng lâu về sau thì cái áo nó được thay đổi chỉnh đốn nhiều lần cho đến như cái áo bây giờ. Riêng tại Việt Nam hay là Trung Quốc thì mình có thêm hai màu nữa cho người xuất gia mặc, đó là màu nâu và màu lam. Màu nâu và màu lam là hai màu thường mặc thay đổi trong thường nhật sinh hoạt mỗi ngày. Thứ nhất là cái màu lam á, nó có hai ý. Một á, là nó tượng trưng cho cái màu khói. Màu khói là cái màu thanh tịnh, giải thoát, nhẹ nhàng. Và màu nâu á, là tượng trưng cho màu của đất. Mà màu lam á, cũng có nghĩa là đất bùn mà non. Thường thường đất non là cái màu nó hơi sáng sáng. Đến khi đất sét mà nó già thì nó biến màu nâu. Thì cũng như thế, mình mới tu thì cái sự nhẫn nhục của mình nó còn non, nó chưa có thuần. Đến khi mà mình càng lâu năm, giống như đất nó càng lâu năm thì nó sẽ biến từ cái đất sét non qua cái đất sét và cái màu nó màu nâu. Vì vậy cho nên hai cái màu đều là tượng trưng cho màu đất. Màu vàng cũng màu đất, mà màu nâu cũng màu đất. Mà tại sao lấy đất làm chuẩn, làm biểu tượng? Bởi vì đất là dày, là rộng. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của mình cũng phải dày, rộng như đất, để mình có thể dung chứa được đất nước dơ, nước sạch, lời khen, lời chê. Và thường nhật, thí dụ như quý thầy ăn mặc thường ngày những đồ bộ, những cái bộ vị thấy có khi màu lam, có khi màu nâu. Hai cái màu này thay đổi để sinh hoạt thường ngày. Nhưng mà cái màu vàng dành riêng cho khi nào chúng ta đi vào các khóa lễ. Đúng ra đó là suốt ngày quý thầy lúc nào cũng phải quấn cái y. Nhưng mà khi đạo Phật truyền sang tới các nước Á Đông, mình phải đi làm ruộng, mình phải đi làm việc, thì cái y nó quấn nó không có thuận tiện. Cho nên các tổ mới chế ra mấy cái áo này để cho mình mặc. Thí dụ như cái áo này mặc để tiếp khách, mặc để nói sinh hoạt Phật pháp bình thường. Còn nếu như mà đắp y mặc hậu thì trong một cái buổi lễ quan trọng. Còn nếu như đồ bộ, quý vị thấy đồ bộ hàng ngày đó là thay thế cho cái y đi làm việc. Mỗi thầy ngày xưa có ba y, y năm điều, y bảy điều, y chín điều. Điều tức là những cái sọc mà quý vị thấy đó, căng cái tấm y đó ra thì quý vị thấy một ô, hai ô, ba ô, mà hãy năm hoặc là bảy hoặc là chín, thì cái số năm đó được gọi là tạp tối y, tức là y làm việc. Tạp tác y tức là y làm việc hàng ngày, y mặc để nấu ăn làm việc, nhưng mà nó không có thuận tiện, cho nên cái y đó mình cũng giữ mỗi thầy cũng ba y, nhưng mà để dành chỉ hành lễ thôi. Còn thường ngày chúng ta mặc là chúng ta mặc màu này, màu lam và màu nâu. Đặc biệt là đạo Phật Việt Nam, giáo hội Phật giáo còn quy định màu cho tăng ni để cho nó phân biệt rõ ràng.
tức là các vị sa di, tức là nam xuất gia và mới xuất gia đó, được mặc cái áo nhật bình, tức là cái áo đút dài ngay giữa nè, dài xuống mà màu nâu khi ra đường. Còn tất cả chư ni đều phải mặc áo màu lam hết, đội khăn để bước ra đường, người ta phân biệt tăng hay ni. Bởi vì nhiều khi quý thầy quý cô cạo cái đầu nó tròn tròn đó, rồi người tướng tướng cũng giống giống nhau, rồi nhiều khi đi thầy thì nhìn lầm là cô thì nhìn lầm là thầy. Rồi thí dụ như lỡ mà nam Phật tử mà thân với quý thầy quá, lại câu cổ câu nhập cô đi mất công lắm. Cho nên là giáo hội Phật giáo Việt Nam mới quy định chư ni khi ra đường mặc áo lam, chư tăng ra đường mặc áo nâu. Mà cái áo nâu á, là các vị mới xuất gia thì gài cái áo nâu đút giữa, cái đó gọi là nhật bình. Còn cái áo tràng màu nâu này chỉ có các thầy tỳ kheo mới được mặc, tức là các thầy đã thọ giới tỳ kheo 200 năm một giới rồi thì chúng ta gọi là thầy đó, thì các vị đó mới được mặc áo tràng nâu này. Còn ngoài ra các vị nam mà mới tu không được mặc cái áo này, chỉ mặc cái áo nâu mà cái nút gầy dài xuống là nhật bình. Riêng bên ni, chư ni không được mặc cái áo này nếu không phải là từ hàng ni sư trở lên, tức là các vị ni sư trở lên mới được mặc áo tràng nâu, hoặc là các vị sư bà mới được mặc áo tràng nâu. Còn bình thường các sư cô chỉ là mặc áo tràng lam thôi. Riêng cư sĩ của Việt Nam thì các tổ mới chế ra cái áo này để cho mình mặc. Cái áo này thường gọi là áo tràng, áo tràng hoặc là áo trường. Trường là dài, tràng cũng là dài. Bởi vì nhiều khi mình ăn mặc nó chưa có được nghiêm túc, trang trọng, trang nghiêm, cho nên cái áo này để hờ khi mình về chùa mình mặc vào cho mình trang nghiêm trước Phật. Bởi vì theo cái phong tục của Á Đông mình thì phải kín đáo chứ không được hở hang. Nhưng mà ngược lại với Ấn Độ á, khi muốn gặp Phật, muốn trình bày với Phật một cái câu hỏi để bày tỏ lòng cung kính, các thầy thường kéo cái y ra, hở cánh tay một bên phải để bày tỏ lòng cung kính. Hai cái phong tục nó khác. Dù ngay cả khi bây giờ các thầy Trung Quốc Việt Nam chế cái áo này cho quý thầy mình mặc để giữ cái lễ của mình, nhưng khi đắp y quý thầy vẫn hở cánh tay phải. Quý vị thấy thường thường quý thầy đắp y, quý thầy hở cánh tay phải, vẫn giữ được cái truyền thống của Ấn Độ ngày xưa là hở cánh tay phải, nhưng không mất đi cái phong tục quá đông mình là giữ kín. Cho nên chế cái áo này để che cái tay, và khi đắp y thì cho cánh tay phải ra. Cũng một cái chuyện đó mà giữ được hai cái lễ của hai quốc gia. Như vậy thì quý vị thấy, thứ nhất cái chữ y nghĩa là y phục, y áo, và cà sa được gọi là hoại sắc, tức là những màu nào nó không có rực rỡ, nó không có lè lè, mà nó đều là những màu sậm tối để tượng trưng cho màu đất, là cái màu nhẫn nhục, nhu hòa. Giống như Phật tử mà mặc cái áo tràng lam vậy đó, là tự nhắc nhở mình phải để cho cái tâm mình nhẹ nhàng như làn khói của hương, để nó bay lên, cho nó sẽ rớt xuống. Cũng như vậy, nặng nề cái tâm mình thì mình sẽ rớt, lụy. Còn để cho tâm hồn mình thoải mái, nhẹ nhàng thì như khói nó bay lên. À, vì vậy cho nên chúng ta mới có ba cái màu căn bản: màu lam, màu nâu và màu vàng. Còn những cái màu khác, ví dụ như có nhiều cái lam mà lam đậm, lam xanh, nâu, nâu đỏ, nâu gì đó, tức là cái do người ta biến chế cái màu nó có khác vậy thôi. Chứ còn thực chất thì ba cái màu đó là ba màu chính. Và quý vị hiểu được. Nam Mô Di Phật, con kính xin quý thầy, quý Phật tử cho phép con hỏi một câu. Là trong cuộc sống của con á, là luôn luôn con mỗi lần mà con gặp cái điều gì tốt hay may mắn là con đều nói là cảm ơn trời Phật, đó là Phật độ. Rồi thì một người bạn con nói là đó là do cái phước ấy, do chị tốt nên thành ra chị được vậy, chứ chị cứ nói là Phật độ không à. Nhưng mà với con á, trong cuộc sống của con á, từ nhỏ tới lớn là con thấy hầu như những việc gì con làm á, giống như có một
đấng vô hình nào đó giúp cho con là có được cái điều đó, chứ thật ra khả năng con không được. Nên thành ra luôn luôn là nói trời may quá Phật độ, rồi mọi chuyện an lành này kia. Là trong cuộc sống con là giống như ông xã con ngày xưa đi chùa, ổng không bao giờ ổng vô lạy Phật. Mà nhân duyên con thì con cứ thỉnh thoảng con kêu ổng đi chở đi chùa, nhưng mà ổng chở đi á, ổng rất là nhiệt tình, nhưng mà vào chùa không bao giờ lễ Phật. Cho tới một lúc cái con, mỗi lần con về á là con cứ la ổng hoài, cái ổng nói là tại sao mà bà đi chùa bà dữ quá vậy. Con mới nói không hiểu tại sao kỳ người ta đi chùa phải là được phước của Phật chứ. Xong cái con để ý sau này con thấy là ổng đi chùa ổng không có lễ Phật, cái con mới nói trời, hình như anh đi chùa không lễ Phật thôi, sắp tới đi chùa lễ Phật thử xem, coi coi em có còn bị lên cơn la lối anh không. Cái xong cái là lần đó con đi về thì anh chở con đi về chùa, thì trên đường về cho tới cuối giờ tới tối luôn cũng không thấy con, bực mình. Cái con hỏi hôm nay đi chùa có lễ Phật không, cái ổng mắc cỡ ổng gật gật đầu. Thế là con thấy, con mới nói đó thấy chưa, đúng là đi chùa lễ Phật, Phật độ đó. Cái từ đó là ổng đi chùa lễ Phật, ổng đi chùa là ổng lễ Phật. Sau giờ tới giờ là ổng ăn chay trường, rồi bây giờ ổng tụng kinh niệm Phật rất là hay. Mà con thì con chưa được như ổng, con chưa được ăn chay trường. Nhưng mà con xin phép hỏi thầy là thật sự cái câu con nói là Phật độ có bị dị đoan không thầy, hay là cái đó là thật sự là đúng như vậy? Tại con nghe nói là Phật pháp nhiệm màu mà. Nó mua gì Phật thầy không thể trả lời. Quý vị cũng nghe rõ câu hỏi thì thường thường quý thầy thật sự ra trước hết là người bạn có nói với mình là do thật sự là do cái phước của mình chứ không có Phật nào độ mình. Thì thật ra là cái đó là cái chân lý. Tuy nhiên á, người Phật tử chúng ta tu á, chúng ta có ba cái lực, hay nói cách khác là bốn cái lực. Nếu như trường hợp mình tự mình tu, tự mình thay đổi, cái đó là tự lực. Nhưng mà bên cạnh cái tự lực nó có cái tha lực. Tha lực tức là cái lực trợ duyên cho mình bên ngoài. Và hơn nữa cái câu mà chúng ta thường nói Phật độ nó có hai trường hợp để nói. Có những người thật sự là mê, không có lo làm gì hết, cứ chờ Phật độ, thì cái đó không phải. Nhưng mà người Phật tử khi chúng ta nói cái đó Phật độ, mà mình không phải nói bằng cái mê tín, mà mình nói bằng cái năng lực, là bởi vì Phật đã cho mình cái sự tu đó, rồi nhờ cái đó mà chúng ta qua được những cái khổ, những cái hệ lụy. Chữ độ là gì? Độ là từ bờ bên này dắt tay mình qua bên kia là độ. Ví dụ như mình đang khổ quá, người đó tới giúp cho mình hết khổ thì người đó độ mình. Chứ cái chữ độ không phải là phù hộ theo cái kiểu nhân gian nghĩ là có bùa ngải gì để lên đầu mình, hay là cho cái chữ độ nó có nghĩa là vậy thôi. Người ta đang bên này bên bờ khổ nè, mình nắm tay mình dẫn người ta qua bên này để cho người ta được an toàn mà độ. Một bà cụ sắp sửa qua đường mà sợ xe quá, đứng không dám qua, mình tới mình nắm tay mình đưa bà qua bên kia. Thì qua tới bên kia thì cái người nói ồ, cái bác đó, cái chú đó độ tôi đó. Độ nghĩa là dẫn qua bên bờ bên kia. Cũng giống như nhà Phật trong chùa, tới giờ ăn kêu độ ngọ. Độ ngọ tức là mình qua một bữa trưa, qua một bữa ăn. Cho nên á, mình nói cái câu mà Phật tử chúng ta hay các thầy cũng nói làm việc đó cái Phật độ, thì cái kiểu Phật độ chúng ta nói đây nó không có mang cái tính cách là mê tín, mà có mang cái tính cách là thứ nhất là chúng ta niềm tin ở Phật pháp. Nếu chúng ta tâm thành thì mọi việc nó sẽ chuyển. Thường thường đại chúng để ý cái gì mà tâm mình thành thì có ngày nó cũng sẽ được. Vì người xưa thường nói mà tâm tưởng sự thành, tâm mình tưởng thì sự nó sẽ thành. Hay là hữu cầu tất ứng, tức là mình có cầu thì sẽ có ứng. Nhưng mà cái chữ cầu ở đây là không phải là mình dùng đó để phó thác, nhưng mà mình thật sự có cái sự gia tăng của mình vào cái công việc. Ví dụ như bây giờ quý vị lấy bột làm bánh, nói tên nguyên tắc gọi là quậy bột, nhưng mà thật sự ra mình phải dùng sức của mình để làm cho cái bột nó điều hòa với nước để nó có thể thành
nở bột và làm bánh được. Cũng như vậy, chúng ta luôn luôn phải tự nỗ lực, nhưng mà bên cạnh đó nó có cái sự hỗ trợ bên ngoài làm cho cái sức, cái niềm tin đó nó càng vững lên. Cho nên á, thí dụ như mình kêu là làm việc gì có Phật độ thì không có cái nghĩa là mình mê tín, mà ở đây nó có cái sự nhắc nhở khuyến tấn mình thành tựu được là do Phật chỉ cho mình cách tu tạo phước tạo thiện, để nhân như mình tốt thì cái quả mình tốt. Như vậy rõ ràng Phật có độ mình qua những lời dạy của Phật, chớ không phải Phật đưa tay lên rồi cái là mình được cái này, mình được cái kia. Người thế gian Phật hiểu độ kiểu vậy đó. Ví dụ như lại nói thầy ơi con bệnh quá, thầy độ giùm con thì có nghĩa là lấy cái tay rồi làm bùa làm phép gì đó. Thì đa số mình nghĩ chữ độ là phải làm cái gì đặc biệt. Nhưng mà hiểu chân thật cái chữ độ trong Phật giáo là gì? Là Đức Phật cung ứng cho chúng ta cái cách thức nào để chúng ta tự tạo phước cho chính mình, để chúng ta vượt qua những cái khổ nạn. Và nhờ chúng ta tạo cái nhân tốt, cho nên cái quả thiện lành nó mới tới với mình. Và hơn nữa đại chúng nhớ là khi chúng ta ước nguyện, đâu ai cấm mình ước nguyện cái gì, và đặc biệt là ước nguyện những cái điều lành thiện. Ví dụ như nguyện cho người thân biết tu, nguyện cho người thân biết hướng thiện, nguyện cho bạn bè mình thay đổi tính tình tốt, tất cả những cái đó đều là những cái tâm nguyện tốt cả, thì không có gì mà không đúng cả. Thí dụ như có nhiều người ta giận quá, giá cho cái bà đó chết rồi, cũng là một cái ước nguyện đó, nhưng mà cái đó là từ cái tâm bất thiện nó khởi. Còn chúng ta mong cho người đó được qua khỏi khổ nạn, mình nói được câu đó nghĩa là trong cái tâm lực thiện lành của mình nó gia tăng. Và người xưa thường tin rằng khi chúng ta khởi một niệm lành, có chư thiên thiện thần người ta trợ. Nhưng mà nếu chúng ta khởi một niệm ác thì cũng có ác thần nó phò trợ cho cái niệm ác đó của mình. Ví dụ như một cái người nó chuyên môn ở ý giết người thì lâu ngày nó sẽ thành thường thuộc, tại vì nó tạo ra một sức mạnh của cái ác đó của mình. Cho nên hai cách nói, người thế gian nghĩ Phật độ nghĩa là Phật làm gì đó, còn Phật tử mình là độ đây có nghĩa là Phật có gia tâm hướng dẫn cho mình đi đúng con đường để chúng ta hướng thiện. Có những thầy xuất gia mà có tên là Thích Pháp hoặc là Thích Đồng. Thế này thầy chỉ cho con cái sự khác biệt giữa hai cái tên. Bác Phật tử hỏi là khi quý thầy đi xuất gia thì tại sao có những cái chữ pháp danh đó, nó có khác. Thì giờ trước hết á, Pháp Hòa phải giải thích chỗ này. Thời của Phật không có chữ Thích đứng đầu, ai tên gì đi tu giữ tên đó. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài đặt ngài Xá Lợi Phất thì đi tu cũng tên Xá Lợi Phất. Ngài đó tên Một Kiền Liên, đi xuất gia cũng tên Một Kiền Liên, chứ không có vấn đề đặt pháp danh. La Hầu La tức là Rahula, thái tử Sĩ Đạt Ta và công chúa Gia Du Đà La đã đồng ý đặt tên cho người con trai của mình tên Rahula, thì khi đi tu cũng gọi là Rahula. Khi đạo Phật truyền sang tới Trung Quốc thì bắt đầu mới có vấn đề đặt pháp danh. Vì các tổ nghĩ rằng nên lấy tên của các vị để mà đặt cho, nên lấy những cái tên đẹp có ý nghĩa để đặt cho những người đệ tử Phật môn, để nhắc nhở họ trên đường tu hành. Ngay cả ở bên Tích Lan, bên Ấn Độ, sau này các vị cũng có cái truyền thống đặt như vậy. Thí dụ như lấy tên của các thánh đặt cho các vị xuất gia bên truyền thống Nam Tông. Thí dụ như bây giờ có những thầy tên là thầy Ananda, thầy Rahula, tức là lấy tên của các bậc thánh tăng thời Phật để đặt cho các vị, cũng giống bên Thiên Chúa mà lấy Joseph, Maria đặt cho con cái vậy. Còn riêng Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam thì đặt tên cho các Phật tử bằng, cũng như người xuất gia, bằng những cái tên mà nó mang ý nghĩa cao đẹp. Riêng các cái chữ thì các vị biết là ở Trung Quốc các tổ nó chia ra những cái dòng thiền.
và mỗi một dòng thiền có một bài kệ để lưu truyền cho cái thế hệ của mình. Pháp Hòa ví dụ như là có một vị tổ, ngài tên là Đạo Mân, chữ Đạo là chữ tên của ngài. Thì khi đó ngài mới lấy cái chữ Đạo của ngài đầu tiên đó, ngài mới xuất ra một bài kệ. Thì bài kệ của ngài là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Dụng Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Huyền. Mỗi một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài thơ. Thì Tổ Đạo Văn có đệ tử, cho nên ngài cho xuống là chữ Bổn, Đạo Bổn Nguyên. Để người, cái người mà nào mà chữ Bổn đó, có đệ tử cho xuống là chữ Nguyên, Nguyên rồi cho xuống chữ Thành, Thành cho xuống chữ Phật. Thì khi người ta nghe tên cái vị đó, người ta biết ông này thuộc dòng thiền nào, đời thứ mấy. Quý vị hiểu không? Thì cái bài kệ là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, hết rồi, chữ đó vẫn còn nữa. Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung. Thì xin lỗi Hòa Thượng trụ trì chùa Phật Huệ ở Frankfurt ấy, hiểu pháp danh ngài bằng chữ Lệ, cho nên ngài cho xuống chữ Trung. Pháp Hòa cũng chữ Lệ, cho nên cho xuống chữ Trung. Ví dụ như thầy Huệ Tạng pháp danh là Trung Thiện. Thì pháp danh là gì? Là cái tên trong đạo, nhưng mà tiếp nối cái dòng phái của mình, để khi mình nói ra là ta biết mình thuộc dòng nào. Đó, rồi ví dụ như Đạo Bổn Nguyên, tới chữ Nguyên này nè, cái vị tổ chữ Nguyên á, có thể tách ra làm bài kệ riêng cho mình. À, rồi cái truyền qua một cái khu vực khác, rồi cái từ đó cái dòng thiền này nó xuất hiện. Nhưng khi ngồi lại kiểm tra lại tổ tông của mình đó, bắt đầu nó trở về nguồn đó ha. Cho nên có chữ Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên. Rồi mỗi một dòng phán vậy, ví dụ như đại bác nói là chữ Đồng, thì chữ Đồng đó nó từ một bài kệ khác nữa, ấn chân như thiền đồng. Minh bắt đầu từ chữ Minh, Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, ấn chân như thị đồng. Cho nên các thầy nào mà chữ Đồng á thì sẽ cho đệ tử xuống chữ Chúc. Và có chữ Chúc này á, nó có hai ở ngoài Trung, nó có hai chỗ, một chỗ dùng chữ Chúc mà một chỗ dùng chữ Vạn. Cho nên có một số Phật tử Vạn Thọ, Vạn Hoa, Vạn Hương, Vạn Giới gì đó, chữ Vạn đó là đúng ra nó cung tương chữ với chữ Chúc. Nhưng mà tại vì có vùng xài chữ Vạn mà có vùng xài chữ Chúc, nhưng mà tính ra thế hệ là nó bằng nhau. Và các vị nào có pháp danh là chữ Như, ấn chân Như, thì cho xuống đệ tử là chữ Thị. Thì Thị có đệ tử cho xuống chữ Đồng, Đồng cho có đệ tử cho xuống chữ Chúc, Chúc có đệ tử cho xuống chữ Thánh, Thánh có đệ tử cho xuống chữ Thọ. Thì Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu, tùy theo một cái bài kệ đó. Thì Pháp Hòa nói nó rất nhiều những cái bài kệ do các tổ, rồi cái người nào mà đời cuối của cái thời đó, có nhiều khi cái dòng kệ tới chữ đó nó còn nữa, nhưng mà cái vị tổ đó tách ra. Giống như một người cha mà có 5 người con, rồi người con đi qua Canada ở, rồi tự lập cái dòng phái của mình lên đó, xuất kệ, rồi cái thầy đệ tử đời sau theo bài kệ đó. Nhưng mà tới họ ngồi lại mà truy nguồn thì biết, ô, mình cùng ông nội, ông cố gì cùng một nguồn đó. Thì quý vị biết vậy, nhưng mà thật sự cái đó nó chỉ là một cái truyền thừa ảnh hưởng cái gốc Á Đông của mình thôi, gốc Trung Quốc, Việt Nam mình thôi, chứ còn nó không có gì quan trọng trong chuyện tu hành cả. Nhưng mà mình biết được cái cách truyền thừa của người xưa, nó y chang như là ở ngoài Huế, hoàng tộc vậy đó. Thì mỗi một thế hệ con cháu là một cái chữ khác nhau. Ví dụ như là nếu mà cha là họ Vũ thì con có thể là họ Vĩnh, tại vì ở ngoài Huế thì cái dòng tộc đi xuống theo mỗi thế hệ như vậy. Rồi bây giờ qua tới đây đặt tên con đâu có được đặt chữ đó, họ Nguyễn thì phải khai giấy khai sinh họ Nguyễn chứ đâu có đi theo chữ đó được. Thì mình tự biết trong cái dòng tộc con mình đáng lý là phải chữ này, nhưng mà vì ở cái xứ này không thể khai như vậy thì mình phải đúng theo cái bài bản. Thì hiểu như vậy thì mình biết được cái cách truyền thừa của Phật giáo Á Đông
chứ nó không ảnh hưởng gì truyền thừa từ thời Phật hết. Vậy giờ bây giờ cái chữ thích cũng không có. Chữ thích là do Ngài Đạo An ở bên Trung Quốc, Ngài đề xướng lên, Ngài nói là giờ tất cả chúng ta đều là con của Phật Thích Ca. Thì thôi bây giờ mọi người lấy chữ thích lấy ở đầu, cho nên từ đó mới có thích Pháp Hòa, thích gì đó. À, chứ còn rồi thì bây giờ nó cái nào nó cũng có cái để cho người ta chọc. Đừng có nhiều người ta muốn chọc ghẹo thì ta lại chọc là thích đủ thứ. Cho nên thưa đại chúng là đối với Phật giáo ngày xưa thời Phật không có chữ thích mà cũng không có đặt pháp danh. Vấn đề đặt pháp danh và vấn đề đặt chữ thích đều xuất phát từ các tổ Trung Hoa. Và thưa là người Việt Nam mình và văn hóa Việt Nam, văn hóa người Trung Quốc nó nhiều cái nó giống nhau. Phật giáo thì cũng ảnh hưởng rất nhiều ở bên Trung Quốc, cho nên từ đó mình và người Trung Hoa cách ăn mặc y áo cũng tương tự, cách đặt pháp danh rồi dùng chữ thích rất là giống nhau, là nó xuất nguồn từ như vậy. Do một vị tổ là Đạo An, Ngài là người đề xướng để chữ thích ở phía trước và bắt đầu đặt cái vấn đề pháp danh. Rồi riêng các Phật tử bây giờ đông quá làm sao theo dòng kẻ được, theo dòng kẻ cũng được nữa, gì quá đâu. Thì bây giờ có cái trường hợp này nè, là những vị mà Phật tử tại gia, thí dụ như ở trong Nam thì tổ Thiện Hòa đó, Ngài đề xướng là tất cả nam cho chữ Minh, tất cả nữ cho chữ Diệu. Cho nên có trường hợp là tất cả Phật tử nam Minh nữ Diệu, không cần biết người đó, hễ đưa tên vô là Minh Minh gì hết, nữ là Diệu Hoa, Diệu Hồng, Diệu Đức, Diệu Thọ gì đó, nam Minh nữ Diệu. Đó là cái cách đặt pháp danh ở trong miền Nam để cho các thầy dễ đặt. Rồi có một số quý thầy không đặt pháp danh như vậy mà lấy tên của mình đặt cho đệ tử. Ví dụ có quà, ví dụ như giờ Pháp Hòa pháp danh là Pháp Hòa đi, Pháp Tự Pháp Hòa, thì có thể đệ tử tại gia mình đặt Hòa Đức, Hòa Thiện, Hòa Nhân, Hòa Ái gì đó, từ cái chữ của mình mà ra. Tuy mình muốn đặt sao cũng được, miễn làm sao cái chữ đó nó có mang cái ý nghĩa cho đệ tử của mình trong vấn đề tu tập. Và thường một người xuất gia là có ít nhất là hai tên. Một là cái pháp danh, tức là cái tên truyền thừa từ cái gốc bài kệ của mình. Hai là cái pháp tự, là cái tên gọi bình thường, giống như ngoài đời mà anh đó tên là Nguyễn Nhân Ba, nhưng mà ở ngoài đời cũng ai kêu ảnh Ba, Nguyễn Nhân Ba hết, mà kêu ảnh bằng cái tên trong xóm á, anh Năm Dừa, anh Hai, anh Trẹo cái gì đó, đúng không? Thì ở trong đạo giống như Pháp Hòa là pháp tự, pháp danh là Lệ Quang, mà Pháp Hòa không có xài pháp danh, xài pháp tự. Thì mỗi người có hai tên, ai muốn dùng tên nào thì mình dùng. Yeah. Quý vị tạm rõ được cái chỗ đó ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, hôm nay có duyên Thầy về chùa, con có một cái câu hỏi như thế này. Ở cuộc sống của chúng ta, cả thế giới, ai cũng... cái chân lý của chúng ta là cái tự do. Thì tất cả chúng ta ai cũng hiểu cái tự do của ở đời rồi. Thì trong Đạo Phật mình cũng có nghĩa, cái chân lý của cái Đạo Phật mình cũng cuối cùng đi đến chữ tự do. Vậy xin con xin Thầy giải thích cái chữ tự do trong Đạo Phật của mình cho tụi con hiểu rõ hơn. Dạ, thì qua cái câu hỏi của cô á, thì Pháp Hòa phải xác định lại mục đích của Đạo Phật tu không phải để tự do, mà chính thức phải nói là giải thoát. Tự do nghĩa là khi ai ràng buộc mình, nhốt ép mình mới mong được tự do, phải không? Còn bây giờ nè, như chúng ta ngồi đây, tự do ăn nói, tự do làm việc, tự do in ấn, đủ các thứ tự do, nhưng mà tâm hồn mình chưa được thoải mái giải thoát, cái đó là mình tu. Còn ví dụ như giờ người ta bắt nhốt mình trong phòng, mình mới đập cửa, mình nó thả tôi ra, tôi cần sự tự do. Vì tự do nghĩa là khi chúng ta có thấy một cái đối tượng là ràng buộc, mình cần ràng buộc, mình bị ràng buộc, mình mới cần tự do. Đó là cái hình thức. Còn cái người tu của mình đó, là tu làm sao
để cho tâm tư mình giải thoát mọi cái ràng buộc. Giải thoát nó có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Ví dụ như tự thân mình có rất nhiều điều đau khổ, nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được rằng mình có phiền muộn, mình cũng không làm được gì hơn. Ví dụ bây giờ mình lỡ gặp một người chồng làm khổ mình, bây giờ nếu mà không lẽ bây giờ mình cứ ai làm khổ mình buông bỏ, thì có nhiều người người ta vẫn chấp nhận, người ta sống với người chồng đó, nhưng mà tâm người ta không có bị khổ đau, người ta hiểu rồi thôi bây giờ đây là một phần của cuộc sống. Mà quý vị để ý coi, cuộc sống này từ khi mình lớn lên cho tới giây phút này, thậm chí tới ngày mình chết, có bao giờ mình hoàn toàn không gặp những cái khó khăn không? Cái này cũng cái khác, không việc làm cũng chồng cũng con cũng thế này thế nọ. Như vậy thì cái mà chúng ta cần biết tự tu tập để hiểu đó là chúng ta giải thoát được cái khổ đau mà nó ràng buộc trong tâm mình. Chứ còn mình không cãi, mình không có ai làm gì mình đâu, mình không tự do. Giống như hiện tại giờ quý vị cũng tự do nè, nhưng mà trong tâm quý vị có nhiều điều khổ đau, ai biết được. Vậy thì quý vị cần tự tại cái chỗ đó, cần giải thoát cái nội tâm đó. Chứ còn cái tự do này thì chỉ cần đi vượt biên nó cũng tới thôi. Không cần phải cần tu. Cho nên đó, cái tu của mình không phải để tự do, mà tu để giải thoát. Chữ giải thoát là gì? Cởi mở hết tất cả những dính mắc chấp trước. Thí dụ Pháp Hòa chấp vào cái danh tôi làm thầy, tôi tu bao nhiêu năm, tôi nói bao nhiêu bài pháp, chỗ tôi ngồi giảng phải thế này thế kia, tự nhiên giờ bắt tôi xuống ngồi vậy. Thí dụ mình chấp vô cái danh của mình thì ngồi đây là mình không giải thoát nào. Ngay tự đây, cho nên nhà Phật dùng chữ tự tại chứ không có tự do. Tự tại là gì? Tự tại hoàn cảnh, tự tại bản thân, tự tại mọi cái xung quanh. Bây giờ mục đích của mình đến đây là nói là còn chuyện mình ngồi đâu, miễn người ta nghe được mình, hiểu được mình nói, cái đó là quan trọng. Còn cái chỗ ngồi không quan trọng thì phải tự tại cái chỗ ngồi. Cho nên quý vị mình lập trong kinh, tra trong kinh thì quý vị thấy tự tại nó có nhiều thứ. Bây giờ ở đây có chỉ nói vấn đề giải thoát là thứ nhất là phải giải thoát hoàn cảnh, thứ hai là giải thoát tự thân, thứ ba là hoàn toàn giải thoát là thành Phật. Khi mình hoàn toàn giải thoát là gì? Không bị mình có danh mà không dính danh là giải thoát đó. Ví dụ bây giờ người ta bầu mình làm là lên làm hội trưởng hội Phật học, ôi chẳng qua là giờ ta cần thì ta cho tôi lên thì tôi phải làm cái chức đó thôi. Nhưng mà tôi chỉ làm trong cái phạm vi Phật học, chứ hội trưởng hội Phật giáo chứ bộ hội trưởng cả cái tỉnh này sao mà ở đó quay quan. Nghĩ vậy rồi có danh nào, có danh gì để giữ, phải không? Con người mình ai cũng có danh. Ví dụ ta gặp mình ta hỏi dạ xin cho biết quý danh, rõ ràng mình có danh mà sao nó không có danh được. Nhưng mà người nào dính danh nào thì khổ danh đó. Hồi mình mới sanh ra mẹ đặt cho mình Nguyễn Thị Ba, mà trên đời này có mình Nguyễn Thị Ba đâu. Vậy mà nghe tên Nguyễn Thị Ba là làm nổi giận lên, tại sao kêu tên tôi chửi. Mà thật sự là trên thế gian này hồi nhỏ có ai gây lộn kiểu này không? Chửi nó xong cái nó nói mày sao mày kêu tên tao, tao đâu kêu tên mày, tao kêu thằng trên trời. Hồi nhỏ với quê mỗi lần tức cái đứa bạn nào mà mình kêu nó ra mình chửi, nhưng mà tới nói tại sao mày kêu tên tao, mày chửi nó, tao đâu kêu mày, tao kêu thằng trên trời. Thì thưa đại chúng là ai cũng có danh, nhưng mà hễ chúng ta dính cái danh thì chúng ta khổ. Nhưng mà thực chất cái danh nó thật không? Thật. Chẳng qua là tự nhiên mình được hồi nhỏ mình sanh ra được đặt cái đó thì mình dính cái đó mà nó khổ. Chúng sanh mình hà đừng biết gì hết, biết gì là dính đấy. Ví dụ giờ mình đi chùa đó, mình biết á, cái này là kêu cái chuông, mà ai không biết chùa kêu cái nồi cái la, cái chuông cái nồi ở đâu. Hãy mình dính, biết cái gì là mình dính cái đó, cho nên mình không giải thoát. Bây giờ mình phải giải thoát là bây giờ mình gọi là cái chuông, nhưng mà cái người ta không biết đạo, người ta không biết gì hết, ta vô đây thì kêu cái nồi đúng cái của người ta, chứ mắc cái gì vô, mắc cái gì vậy. Thì mình hiểu được như vậy là mình giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Có nhiều khi tự thân mình không giải thoát nha, mình gắn cho mình bao nhiêu cái nhãn, tôi là thế này,
tôi là thế kia, tôi là giỏi, tôi là hay, tôi là thượng tọa, tôi là đại đức, tôi là trụ trì, tôi là cái gì. Cho nên mình tự mình gắn cho mình một lô những cái chức rồi tự mình không giải thoát với chính mình. Đó là phải tu sao phải giải thoát tự thân. Rồi bây giờ hoàn cảnh mình có bảo quản được cái gì không? Trời đang nắng bẩn mưa, trời đang mưa cái tự nắng. Không có, mình không có làm chủ được mọi cái gì xung quanh ngoài cả. Thì làm sao mà không tập giải thoát nó để mình khổ sao? Thì mình phải giải thoát hoàn cảnh. Đến khi nào cả hai cùng giải thoát, giải thoát được tự thân, giải thoát được hoàn cảnh thì gọi là hoàn toàn giải thoát. Phật làm được điều đó. Phật ngày xưa không phải chỉ có một hiệu Phật, mà Ngài còn có luôn hiệu thế gian giải. Ôi sao cái chuyện gì thế gian đó mà giải được hết. Thế gian giải là những cái chuyện, ví dụ như quý vị chơi hụi bị ta giật cái lợi khóc, nói tại sao con chơi hụi con giúp chùa con giúp bạn con mà bị giật. Thì nhưng mà đối với cái người mà ta thấu đáo lẽ thế gian, anh không cần biết anh làm gì mà anh dính dáng vô cái gì có tiền bạc thì có lòng tham, phải không? Cho nên thấy lợi đừng có dính vào. Chưa chắc cái lợi đó là mình làm điều thiện mà nó được lợi. Tại vì trên nguyên tắc con người là tham, bản chất là phải có dính vô tiền bạc danh vọng là tham. Cho nên mình thấy được cái đó, mình hiểu được cái đó là thế gian giải. Cho nên Phật là người thế gian giải, giải hết tất cả mọi cái hệ lụy của thế gian. Phật là người thiện thể khéo vượt, mình bây giờ cũng vượt mà trầy duy rất dễ lắm mà mới được. Nhưng giờ còn Phật á, là đối với ngài là ngài thực tập, ngài khéo vượt qua tất cả mọi. Pháp Hòa nói ví dụ như mình ăn chay mà mới đầu ăn còn thèm mặn, nhưng mà ráng mình chỗ làm mọi cách để vượt qua cái thời gian mà mình thèm mặn đó, đó là một hình thức thiện thể đó. Chữ thiện là khéo, chữ thể là vượt, khéo vượt mọi khó khăn là thiện thể, khéo giải mọi sự của thế gian. Ví dụ như thầy ơi, trời ơi sao giờ hồi tháng rồi nó còn thương tôi tha thiết quá, giờ tháng rồi nó có người khác nó bỏ tôi rồi, mình còn khổ, mình còn thắc mắc chứ. Người thế gian giả như nói đời nó vậy thôi. Mình thậm chí ngay cả nhiều khi mình nói ra rã cái đó mỗi ngày, nhưng mà đụng tới phim mình thì mình chấp nhận không có được. Vì vậy cho nên á, mình tu không phải để cần sự tự do, mà mình tu để có được sự giải thoát. Giải thoát trong tâm, bởi vì cái đó là nội tâm, chứ còn khổ phải khổ bên ngoài, khổ là khổ bên trong. Cho nên mình tự tại được cái đó. Thì người mà tự tại được mọi hoàn cảnh như vậy, mọi chúng sanh như vậy, bây giờ quý vị tiếp xúc với Phật tử trong chùa, bộ ai vô chùa cũng là Phật tử thứ thiệt sao? Phải không? Có những người họ chất Phật 2%, chất Phật 3%, nhưng mà với người tự tại họ nhận ra, ồ, anh này chất Phật 2%, còn hơn không có chất. Cho nên tha được họ, dễ dàng được họ, chấp nhận được họ, giải thoát ngay được họ. Vì cái mục đích của đạo Phật học pháp, nghe pháp để làm gì? Để mình có được con mắt trật pháp. Con mắt trật pháp là con mắt nhìn tất cả mọi hiện tượng sinh diệt của thế gian, để rồi chúng ta tự tại nữa. Tự tại nữa, không có gì ràng buộc mình hết. Còn cái chuyện là Phó Hòa ví dụ như là mình đi lên máy bay, mình lên máy bay mình ăn chay trường, mình đặt thức ăn rồi mà họ quên, bây giờ họ bưng ra mình một mâm đồ mặn không, bây giờ mình ngồi mình bưng mình bỏ nguyên mâm đó sao? Người tự tại dở ra coi có gì trong, à có một chén thịt không ăn, nhưng mà còn bánh mì, còn salad, còn gì thì mình ăn được, thì miễn ăn được no bụng thôi. Chứ mắc chi đem ra cái nghe chữ đồ mặn cái là phát quạo lên rồi, mà trong cái đó có những cái nó lạc lắm, nó mặn lắm. Như bánh mì, như sả lách, cắt được chứ sao. Hiểu không? Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Con người mình hãy nghe cái chữ mà không đúng đồ ăn của mình là mình nổi lên rồi. Mà thay vì vậy, dừng lại chút coi, nhìn coi có gì trọng, có những nhiều khi một mâm nó chỉ bỏ ra dĩa thôi, còn nguyên cái đứa đó mình ăn được đó. Thế thì có gì mà phải phiền muộn mà nói. Mình sống mà nhẹ nhàng được như vậy, mình không làm phiền người khác, mình không tự làm khổ mình dễ bực bội qua những cái chuyện như vậy,
đó, rồi mình không làm phiền người khác, ngay cả cái ăn uống mỗi ngày của mình, quý vị cái tập tự tại. Ví dụ bây giờ trời ơi phở mà không có quế, ngồi nó hoài mà hết tô. Trời ơi cả cái cọng quế nó làm khổ mình, đừng ăn một tô phở mà cọng quế nó làm khổ mình, trong khi đó mình ăn phở chứ bộ ăn quế sao. Nhưng mà con người mình cứ đụng đâu là dính đó, đụng đâu là dính đó. Thì bây giờ Pháp Hòa nói mục đích của người tu là đạt tới cái chỗ tự tại cái đó, đó. Nhìn tất cả các pháp mà không có các, dụng tất cả pháp mà không pháp nào làm mình khổ. Ví dụ quý vị xài cell phone nè, xài cái handy nè, nhưng mà mình biết rằng 30 năm trước mình không có nó, mình cũng sống hạnh phúc mà. Tại sao bây giờ mình có nó rồi, vắng nó 5 phút mình không hạnh phúc? Trời ơi, là nó hết pin một cái, em quýnh quán lên hết, có chỗ nào chẳng biết không? Quý vị thấy không? Mình bị đó rồi. Thôi giờ trước khi của bà hết, bà kể câu chuyện. Có cái ông đó, ông đi câu cá, ông câu hoài, không có được con cá nào hết á. Lát nữa cái ông đang ngộ liên diêm có con cá nó cắn cái sợi dây câu đó đi. Cái ông mừng quá, ông giật nó làm sao cũng nhào xuống dưới nước luôn. Thế thì thằng nhỏ nó ngồi kế bên nó nói bye bye. Cái ông đó ông câu cá hay cá câu ông. Quý vị hiểu câu chuyện không? Dạ. Mình xài cái phone nghĩa là mình câu con cá, nhưng mà cuối cùng cái phone nó câu mình. Mà quý vị để ý trong cuộc sống của mình, đầu tiên là mình sắm mọi thứ, nhưng mà cuối cùng mọi thứ đó làm chủ mình. Mình không làm chủ được cái gì hết, mà không làm chủ được mình là mất giải thoát rồi, mất tự do rồi, mất tự tại rồi. Vậy trả lời lời câu của con nha. Thầy nói như vậy được hết là thầy là coi như là đứng trên hết rồi, thầy cũng được hết rồi, mọi người như nhau hết trơn. Thì thầy hiểu ý con, tất nhiên là ta ai cũng như ai hết trơn, ta là một người thì người ta có thích cái điều mà tốt nhất. Còn như thầy nói ra là mọi người như nhau hết trơn, thì ai như nhau hết trơn, không có ai hơn ai hết trơn. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con muốn hỏi gia đình con có thờ văn Phật, sáng nào con cũng lên thay nước và thắp nến, chỉ có rằm đến mùng 1 con mới thắp hương. Thì con sau khi mùng 1 con biết mua hoa quả thắp hương, còn ngày thường con thay nước với cả thắp nến có được không ạ? Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Câu hỏi là trong mùng 1 thì thắp hương thay hoa cúng Phật, còn ngày thường thì chỉ có thay nước thắp đèn cúng Phật, thế có được không? Phải câu hỏi đi. Cái cô phải hỏi Phật ở nhà cô có chịu không? Cô cũng Phật nhà cô mà cô hỏi mẹ. Thưa đại chúng, là khi mình cúng Phật á, nó có 5 thứ để mình cúng. Cúng hương, cúng đèn, cúng nước, cúng hoa, cúng trái cây. 5 thứ để mình cúng. Cô cúng cái gì cũng được hết. Và thậm chí nếu mà ở một mình, ở một cái gia đình, một cái nhà mà cái hoàn cảnh không thể thắp hương thắp đèn được, mình dâng hoa dâng nước không vẫn được như thường. Bởi vì có 5 thứ để cúng, chứ không phải là bắt buộc một lần phải đủ 5. Theo quý vị muốn bất cứ cái gì. Cho nên ví dụ như ở trong một ngôi chùa có nhiều bàn thờ, mình chỉ có thể để một lư hương ngay bàn thờ giữa thôi, các nơi khác cứ để hoa để đèn
cũng không có sao cả. Thứ nhất là mình giảm được cái sự khói khi ở đây nhà mình nó quá đất bụi. Thứ hai nữa, bây giờ hương người ta cũng làm bằng nhiều cái hóa chất, ít nhiều cũng chẳng tốt gì. Thành nữ ra mình phải tùy cái thời đại. Ví dụ quý vị thắp hương ngoài trời có thể thắp nhiều được, tại vì nó thoáng. Mình ở trong nhà thì mình thắp ngắn thôi. Thậm chí gia đình mình có những người ta bị dị ứng mùi nhen, mùi hương mình cũng đâu có thể cúng được. Khỏi cúng cây hương cũng chẳng có tội gì. Có thì mình cúng, không có thì cúng tâm hương. Không có cúng, không có hương thì mình cúng đèn, cúng nước, cúng hoa, cũng có gì cũng được hết. Cũng giống như cô mời bạn tới nhà ăn, thì bây giờ đó là mặc dù cái tiếng là mời ăn cơm nhưng đâu có nghĩa là phải có cơm. Mời ăn cơm nhưng mà cũng ăn bún được vậy. Như hồi chiều này chủ trì nó phải gọi mấy người trước để nói mời qua ăn cơm mà. Bắt đầu chiều tôi lên để đẩy bún miễn có ăn thôi. Tôi hiểu ý không? Cũng cái gì cũng được. Nhà hương nè, đèn nè, hoa, quả, nước nè, mình muốn cúng cái gì mình cúng. Cảm ơn. Xin phép để câu hỏi tâm giới cấm của Phật tử tại gia, mà ở trong đó có hai giới mà cũng không biết là có bị phạm không. Nếu mà thứ nhất là học về hành môn và rồi đút game, cái này game rồi đút học về game nhé, chơi game điện tử. Dạ. Thứ hai nữa là quảng cáo cho mấy hãng bia. Hai cái môn nó có bị phạm lên giới cấm không thầy? Nếu mà thầy nói phạm thì bỏ không? con thì con không có bị phạm, nhưng mà con khổ tâm về vì con trai của con. Thầy, con có đứa con trai là học thì lại là học về sản xuất game. Dạ, game điện tử với thầy. Rồi thứ hai nữa, đi làm chớp đi làm thêm của sinh viên thì lại đi bò quảng cáo cho mấy hãng bia. Mà con của con thì đã làm phụ tử rồi, đã làm lễ quy y rồi. À, kính thưa đại chúng, cho dù chúng ta không làm những điều đó thì thật sự mà nói trong cuộc sống này hiếm có ai mà chúng ta giữ giới hoàn toàn được. Bởi vì cuộc sống này là cuộc sống tương đối. Có là ví dụ như mình không có dính dáng gì cái này, nhưng mình lái xe mình đi ban đêm, con thiêu thân nó lao vô trong đèn mình nó chết một cái chuyến đi ban đêm 100-200 con. Nếu mà gọi phân tích sát sinh thì cũng có một chút trong rồi đó. Rồi mình cuốc đất mình trồng rau, mặc dù trên nguyên tắc là cuốc đất trồng rau cho chùa hay là làm gì đó, thì cái cuốc đất nó có dính con gì trong đó không? Rồi bây giờ mình nấu ăn mỗi ngày mình luộc nước thêm và sôi mình đổ xuống cống, có những con vi trùng trong cống chết không? Thành thử ra trong cuộc sống này chúng ta chỉ nhận cái tương đối chứ không thể tìm được cái tuyệt đối. Thì thứ nhất. Cái thứ hai, vì cái cuộc sống mình phải đi làm thì có những cái công việc mình làm mà mình phải làm thôi chứ mình không có cách nào khác. Đó là hai việc. Việc thứ ba, nếu những hoàn cảnh nào mà chúng ta không giữ cái phần giới đó được thì chúng ta đành phải chịu. Nhưng bên cạnh đó những giới khác chúng ta còn giữ được là quý. Vì vậy cho nên giới cư sĩ nó có nhiều tầng bậc. Ai giữ được 1-2 giới thì gọi là tiểu phần U Bà Tắc. Ai giữ được 3 giới gọi là bán phần U Bà Tắc. Ai giữ được 4 giới gọi là đa phần U Bà Tắc. Ai giữ được 5 giới tròn vẹn thì gọi là toàn phần U Bà Tắc. Như vậy thì ví dụ bây giờ mình có phạm một giới nào mình chưa giữ được thì mình biết mình là bán phần, đa phần hay như thế nào đó. Và đặc biệt là như mấy em nó trong cuộc sống, phải không? Ví dụ như bây giờ là em nó không làm cái nghề gọi là chế tạo game, nhưng mà rồi có những người người ta mở một cái quán ăn thì nó cũng có dính dáng sát sinh. Vậy thì làm sao mà trong cuộc sống này mình không dính này cũng có cái dính khác. Vậy là quý vị cứ nhớ là mình đừng làm cái gì bằng một sự không tốt hay là nói một cách khác là ác, mà bằng cái sự thỏa mãn cho nó vui. Còn những cái việc gì mà buộc lòng mình trong cái hoàn cảnh mình phải làm, đôi khi mình cũng phải chấp nhận. Đặc biệt là những công ăn việc làm trong cuộc sống của mình. Đó. Thì bây giờ mình lỡ mình
chưa thuần cái này nhưng mà mặt khác mình thuần ở mặt khác cũng là điều tốt rồi. Khuyên không nghe. Thì cuộc sống là làm sao bây giờ, ví dụ bây giờ cô khuyên mà cô có cái lớp khác cho em đó thì nó khác. Thì thôi bây giờ đó, những cái gì mình thấy nó làm, ví dụ như thế đi quảng cáo thôi chứ nó có để bán đâu, phải không? Nó quảng cáo là cái chuyện của nó, còn ai mua là cái chuyện của người ta. Rồi thậm chí có nhiều người thật sự bản chất rượu nó không có xấu, nhưng mà ăn thua cái người dùng rượu như thế nào. Ví dụ ta dùng rượu để ta làm thuốc, ta dùng rượu để ta làm cái gì, còn mình hay là mình uống để mà gọi là giải trí trong cuộc sống bạn bè, hay mình uống để mình sân riêng. Ví dụ bây giờ mình nói qua ngay cả cái vấn đề mình mà đến mà nói là ăn nhiều cái thứ mình ăn hàng ngày, nhiều khi có những chúng sanh khác mà đau khổ mình không có biết. Ví dụ như bây giờ có bà đó mình uống sữa, mình ăn bơ đi, thì người ta cũng phải lấy từ sữa cũng không bỏ, phải không? Mà khi mà cái tiêu thụ mình càng nhiều thì người ta cũng phải ép con bò như thế nào đó để lấy sữa của nó, để lấy được cái những cái bổ dưỡng của nó. Trên cuộc sống thì không thể nào chọn được cái gì gọi là tuyệt đối, thôi thì mình cứ cái gì nó tương đối thì mình nhận, để mình đưa cái phần này thì đôi khi mình cũng phải chịu gọi là lỗi với cái phần khác. Như là đã có ai với thầy không, mời cô. Nam mô Di Đà Phật, bạch thầy, bạch thầy chủ trì. Con có thắc mắc là khi cúng linh á, buổi trưa á, thầy thì có với thầy dạy là phải cúng buổi trưa trước 12 giờ. Nhưng mà có thầy thì cúng buổi chiều cho con. Thành ra con không biết có làm được không thầy, A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là trước hết á, thì chúng ta cũng xác định là cái vấn đề cúng kiến ông bà tổ tiên nó cũng nằm ở trong truyền thống đạo Phật. Nó là một cái phong tục của người Việt Nam. Nhưng khi đạo Phật truyền sang đến đất nước Việt Nam thì thấy cái văn hóa, cái tập tục này không có sai, rất đẹp. Cho nên đạo Phật hội nhập và làm thành một cái lễ nghi vừa cúng theo phong tục Việt Nam, đồng thời vừa phối hợp được những bài kinh tụng để nhắc nhở cho người cúng ra, người thân, người gia chủ để hướng tâm hướng thiện. Cái vấn đề giờ giấc nó không quan trọng. Cô chỉ nhớ là cho dù ông bà mình mất 20 năm, 30 năm, mỗi năm mình vẫn xin cúng giỗ. Thì cái giỗ đó không phải mình cúng cho ông bà ăn nữa, mà cái giỗ đó bây giờ mình cúng là mình cúng cho cái văn hóa này nó được lưu truyền cho con cháu của mình trong tương lai. Chứ còn mình mượn cái định thức đó để nói lên cái đạo lý truyền thừa, chứ không có cái vấn đề ai giờ nào đúng giờ nào sai cả. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy nguyên tắc ngày xưa chư Phật Phật dạy ăn cơm ngạn cử, và bây giờ chư Tăng phần lớn các chùa ăn luôn cử chiều. Mình cũng không thể nói sai, bởi vì ở cái hoàn cảnh các vị cần có một miếng cơm chiều để giữ cái sức khỏe mình, hầu làm cho cái sự phật sự của mình được tốt. Bây giờ lỡ mình đi đường tới 12 giờ khuya mình mới được về tới nhà, đói quá không dám cho ăn, thì buộc lòng cũng phải ăn một miếng vào nửa khuya. Nhưng mà cái đó ăn không phải hoàn toàn để hưởng thụ, mà chỉ để no cái bụng qua cái cơn đói. Thì cái cúng này cũng vậy, không có quy định là cúng sáng cúng trưa gì cả, nhưng mà chúng ta cúng như vậy để duy trì được cái truyền thống của mình, không để nó mất vậy thôi. Thầy Quân Quang nè. Con chào thầy và quý vị đại chúng ở đây. Con có một câu hỏi này, theo con có nghe mà con muốn hỏi là con có nghe nhiều nhiều người, nhiều bác lớn có nói rằng là có nói là mình bên đạo, nói là mình bên đạo mà mình thờ đức mẹ, xong bên họ bên bên tay trái hay tay phải gì đó là mình thờ thờ ông bà cha mẹ của mình mất, là như vậy không được phép đúng không thầy? Con có nghe như vậy. Mình đạo là đạo gì? Đạo Thiên Chúa. Dạ.
nếu mình là đạo Chúa. Dạ vâng, thí dụ vậy cho nhà thầy dễ hiểu ha. Thí dụ con đạo Thiên Chúa, con có thờ hình mẹ con ở bên bên đây, bên trái bên phải bên trung bên quên. Thì có nhiều bác lớn nói là con không được phép thờ như vậy, là con phải đem cái hình của mẹ con đi nơi khác, không được thờ chung với Chúa. Như vậy theo như con nghĩ thì không vấn đề gì, nhưng mà con thấy nó không biết là đúng hay là sai. Chủ nó có đậy không? Là con là đạo theo. Dạ, con là đạo theo. Đó là trường hợp của con luôn. Bây giờ ví dụ như bác đó là bác đạo Chúa, bác đạo Phật. Dạ, hầu như phần đông đạo bên Thiên Chúa. Vậy thì phải hỏi mấy bác chứ. Thì con có hỏi mấy bác nói là không được theo. Theo Phật giáo thì không có trở ngại. Dạ. Bây giờ có một ví dụ như vậy nè. Theo như cái cách của Phật giáo đó, mình có thể trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Mình làm cái tủ trên ngăn đầu là Phật tiên. Đây là mình, nếu đạo Chúa mình có thể trên mình thờ Chúa, dưới mình thờ ông bà. Nếu mà ngang như vậy thì sao? Cũng có sao đâu, nhưng mà mình phân định thôi. Cái lý do là như thế này, bởi vì chúng ta là những người kính thờ, thì chúng ta muốn thờ kính thì chúng ta phải biết thứ lớp trên dưới. Cho nên hãy những loại ông bà của mình thì thuộc hàng đệ tử, thì không dám để ngang hàng với Chúa với Phật. Đó là cái quan niệm của người xưa. Thờ thì chúng ta phải có thứ bậc trên dưới. Cũng giống như mình vô ngồi ăn cơm, ai lớn thì ngồi trước, chứ đâu có thể lộn xộn. Đó là theo cái quan niệm của người xưa. Mà ngay cả bây giờ chúng ta cũng giữ lại đó. Đối với các bậc thánh thần thông, chứ còn các ngài chẳng quan tâm vào đâu. Nhưng nếu như trường hợp gia đình mình không có chỗ, thì ở trên mình để tượng Chúa, ở dưới mình để hình ông bà, chung một bàn cũng không sao hết. Nếu như mình lấy một cái hộp gì đó, mình chêm cái tượng lên cao một chút, để nói lên ý nghĩa là mình có kính các vị trên một bậc với ông bà mình là được rồi. Vì cái hoàn cảnh không có chỗ. Có quà đã từng đến những gia đình Phật tử, người ta không có chỗ, rất là chật. Thì trong một cái bàn thờ nhỏ đó, ta thờ Phật với ông bà. Thì trường hợp đó có quà chỉ đề nghị là để cho tâm mình yên, để cho cái tâm mình yên, mình không cảm thấy là mình có lỗi, là mình thờ lộn xộn. Thì quý vị kiếm cái hộp gì đó, chêm cái tượng Phật lên, để biểu lộ rằng mình đã có cái sự kính thờ, là mình đưa lên một bậc. Rồi thì kế đó hình ông bà, không có sao hết. Thật sự các ngài không buồn phiền chi chuyện đó. Thứ lớn là do con người chúng ta đặt ra thôi, chứ có các ngài không có phiền hà gì hết. Đức Phật bỏ cả sự nghiệp đi tu, mà đâu phải đi kiếm cái chỗ đi với ông bà mình, phải không? Nhưng mà bởi vì mình là hàng đệ tử, mình kính thờ thì nó phải có công ty thứ lớp để mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn mình nếu muốn nói lên, nhưng mà giờ hoàn cảnh không có, thì chúng ta có cách nào đó để chúng ta làm giữ cái lễ. Bây giờ có một ví dụ trong chùa nó có trường hợp này, để mai mốt quý vị cũng có thể biết được. Theo nguyên tắc, nếu mà một vị thầy trụ trì mất thì cái đám tang phải làm tại chùa, tức là đưa cái quan tài về chùa để mà làm lễ. Bây giờ như trường hợp cái chùa đó không có cái chỗ nào khác hơn ngoài cái chánh điện, thì trường hợp đó làm sao mà để cái quan tài ngay bằng mặt đây? Vì không được để cái xác chết nằm đi trước chánh điện. Trường hợp đó lấy một cái tấm màn căng ngang ra để phân biệt bên trong này là Phật, ở ngoài này là linh đường, tang lễ được. Đó là một cách. Rồi cái trường hợp thứ hai là theo nguyên tắc truyền giới trong đạo, khi mình truyền giới là Phật và cái đàn, cái chỗ truyền giới nó phải liền chứ không có nhập chung. Thì như vậy người ta chỉ cần mang một tấm màn mỏng thôi che ngang Phật lại, để lúc đó phân định là ở ngoài này là giới trường, chỗ truyền giới không có dính dáng với bên trong, lấy tấm màn mỏng che lại thôi. Giống thậm chí ta mua cái tấm rèm, cái rèm mà giải vo mỏng ta treo lên cho nó có cái gì đó, nó phân ra cái để cho nói lên cái thứ lớp đó. Thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy đó. Rất nhiều trường hợp mà mình đôi lúc mình cũng phải xử như vậy trong cuộc sống, vì
chúng ta luôn luôn là sống bằng cái lễ nghi. Thí dụ như mình gặp những bác lớn tuổi đâu có dám kêu ngay tên đâu, dạ chào bác cái này thế nọ. Nhưng mà người Mỹ thoải mái thôi, nhiều khi gọi tên thẳng một cái bà cụ 90 tuổi nói chuyện ngang như bạn mình. Vì phương Tây thì họ không có cái phong tục là gọi kính trọng một người lớn tuổi bằng bác, bằng thiếp, bằng cô gì cả. Đơn giản là vui với mình. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì tất cả mọi cái gì chúng ta hứng xử trong cuộc sống này đều là bởi vì chúng ta sống vào cái môi trường nào, phong tục tập quán nào thì chúng ta ảnh hưởng như vậy. Chứ còn các ngài không bận lòng cái chuyện đó. Và nếu mà mình thờ không có chỗ thì cứ che mẹ họ lên để phân định. Còn riêng bên đạo Chúa người ta có phân tích sao đó thì cái đó đi mua ra mình không hiểu mình không nói. Không? Phật giáo thì cái đó trường hợp đó có thể vui gì. Người đã mất rồi thầy, thì đã hỏa táng. Sau một thời gian thì thủy táng, cái lâu thời gian rất là lâu ở chùa, thì bây giờ có thể thờ ở đâu là tốt hơn thầy? Nó là người đó thì trẻ tuổi, mất trẻ tuổi. Thờ cái hình. Dạ. Thật sự ra cái vấn đề mình thờ cái hình á cũng là do mình suy nghĩ rồi mình để một cái hình người đó ở đâu đó. Bởi vì cái truyền thống của chúng ta đó là không phải chết là hết, mà chết mà người đó chúng ta vẫn nhớ, vẫn thương, quý để chúng ta thờ, để duy trì. Quý vị cứ nghĩ nếu ông bà mất rồi, xong cái đám tang là dẹp hết, mình quên con cháu đời sau nữa, hoàn toàn không có biết tổ tiên ông bà là ai hết. Cho cái truyền thống thờ cúng của ông bà Việt Nam mình rất hay, vì đó là cái cách lưu giữ cái truyền thống không mất gốc giữa con cái với tổ tiên. Thờ cái hình đó lớn lên nó nói bà ơi cái ông đó là ai, thì mình nói ông đó là ông bố con, ông ngoại con, nó luôn luôn nó giữ cái hình đó. Còn cái vấn đề thờ, mình muốn thờ ở đâu, thờ ở nhà cũng được, thờ ở chùa. Nhưng mà theo người xưa quan niệm, những người trẻ mà mất thì nên đưa về chùa, bởi vì cho cái người đó có được cái tự tại ở trong chùa nghe kinh siêu thoát, chứ đừng có để trong nhà, theo cái quan niệm của người xưa là vậy. Nhưng mà nó đúng hay sai, không có gì đúng hay sai, tùy theo mình thuận tiện ở đâu mà. Chứ không có đúng sai. Ví dụ bây giờ có nhiều người ta không quen biết chùa, thậm chí ta không thích đem vô chùa, ta thở ở nhà được không? Cũng có sao đâu. Cũng là do sự tin tưởng của người thân, thì người thân thường là hay cầu nguyện cho ông bà cha mẹ phù hộ cho mình được mọi sự an lành, thậm chí cũng có thể cầu nguyện cho mình những cái chuyện mà vọng tưởng, chẳng hạn như cầu nguyện được trúng số, đập đắc. Có nghĩa là cái chuyện đó thì nó cũng có vẻ mơ hồ quá, mà theo con nghĩ có thể là người chết không có khả năng phù hộ, nhưng mà cũng có thể là cũng có sự yểm trợ mỗi khi mà con cháu mình hay là bất cứ ai gặp một cái vấn nạn gì đó thì cũng có thể có sự yểm trợ cho người đó. A Di Đà Phật. Còn câu hỏi thứ hai nữa đó là con xin hỏi là xin thầy giải thích cho Phật tử chúng con hiểu được là tại sao có sự khác biệt năm số khác biệt giữa trước công nguyên và sau công nguyên. Bởi vì con thêm không biết lịch sử trong Phật giáo trước công nguyên á thì cái năm số nó lùi càng lùi dần thì cái năm số nó nhỏ dần đi, nó khác với lại cái năm số sau công nguyên. Sau công nguyên thì năm số càng lùi dần thì năm số càng lớn lên. Chẳng hạn như ví dụ cái trường hợp Đức Phật Thích Ca khi mà nhập diệt đó, khi đã sanh và khi nhập diệt thì khoảng
có nghĩa là như là năm 600 mấy á. Mà sau 400 năm sau á, thì Đức Vua A Dục lên ngôi, thì cái năm số nó nhỏ dần đi, thì khoảng 200 năm. Thì nó khác với là cái năm số mà tính theo lịch bây giờ. Như xin Thầy giải thích cho Phật tử chúng con hiểu, thì con thắc mắc là tại sao cái sự năm số khác biệt giữa trước công nguyên và sau công nguyên. Năm mô bổn sư Thích Ca. Bây giờ mình không biết mình đang ở giữa công nguyên. Trước thì không biết và sau thì chắc chắn là ở giữa công nguyên. Nào bây giờ câu hỏi thứ nhất á, là cô thắc mắc rằng không biết ông bà có thật sự phù hộ mình không? Thưa đại chúng á, đúng ra là không có ông bà nào phù hộ cho mình gì hết. Nhưng mà nếu mà thật sự mà ông bà nào có phù hộ, nghĩa là ông bà nó chưa siêu thoát. Vậy thì bây giờ mình muốn ông bà phù hộ hay mình muốn ông bà mình siêu thoát? Để siêu thoát thì không được kêu gọi. Cho nên ví dụ ông bà nào là mất rồi, mình chỉ tới con xin cảm ơn ba sanh thành dưỡng dục nuôi dưỡng chúng con. Hôm nay ba đã mãn phần ở cõi ta bà này, xin ba hãy một lòng hướng Phật, ba không cần phải lo lắng gì cho chúng con nữa. Thì mình phải an lòng cho người mất để họ đi. Còn bây giờ họ mất rồi, năm nào cũng ghi tên cầu siêu, mà ngày nào cái con vé số để với bàn thờ, làm sao họ đi đó. Thật là giống như mình hay cầu siêu cho sự siêu thoát, nhưng đi mua nhà cửa giấy tiền đốt, hỏi đốt chi gì, đốt xuống dưới ở. Cái câu mình trả lời nha, đốt xuống dưới ở rồi ghi tên vô chùa cầu siêu để được lên trển. Vậy bây giờ mình muốn lên thì muốn xuống. Thì rõ ràng là mình hàng ngày mình mâu thuẫn với mình. Một mặt thì mình đốt nhà cửa cho ông bà xuống dưới ở, giấy tiền vàng bạc, một mặt thì mình lại cầu siêu. Cho nên nếu như mà đúng ra là không có ông bà nào phù hộ mình gì hết, mọi việc là do cái phước của mình. Còn nếu như mà mình cảm nhận ông bà mình có lẫn quẩn đau độ mình đó, mà mình bằng lòng với cái đó, thì mình phải chấp nhận rằng ông bà mình không có đi đâu nữa. Vì phương mình dính mắc với mình và với cái sự kêu gọi phù hộ mình hoài để mình lẫn quẩn đó. Thì mình, nếu mình chấp nhận được phù hộ kiểu đó, thì mình phải chấp nhận rằng những vị này là những chưa đi, chưa siêu thoát. Còn nếu như mình muốn cho họ siêu thoát thì đừng xin, đừng quan khấn gì nữa, để cho họ thật sự họ ra đi. Còn cái vấn đề câu hỏi mà cách tính lịch, vì ngày xưa người ta tính sau khi Thiên Chúa, sau khi mà người ta nói trước công nguyên nghĩa là ta nói trước Thiên Chúa, còn người ta nói là sau công nguyên nghĩa là sau Thiên Chúa. Thì thường nghe thời mà Thiên Chúa năm thứ nhất, năm thứ nhì người ta tính tăng lên, nhưng mà ngày xưa là tính trước công nguyên, là bởi vì có công nguyên là tính dần thì trước công nguyên người ta tính luôn. Ví dụ như Đức Phật sanh 624 thì á, nếu đúng cái cách đó thì mình lấy cái năm tuổi của Phật, 624 mình trừ đi 80 tuổi thọ của Phật thì ra là 544. Thì cổ thắc mắc là tại sao không cộng mà lại trừ, có phải cô thắc mắc vậy không? Thì cô phải hỏi cái người tính lịch chứ sao mà hỏi. Bởi vì người ta phải tính như vậy để nó rõ ràng cái nào là trước công nguyên, đã nói là trước, hiểu không? Tức là nếu mà cộng thì mình đi cùng với lịch công nguyên. Đã nói là trước nghĩa là mình phải tính nó lui dần về sau để nó khẳng định bên này là công nguyên. Cho nên khi mà người ta muốn tính lịch trước công nguyên là ta lui dần. Tại vì đây cái cách tính của người xưa là công nguyên là năm thứ nhất, Thiên Chúa năm thứ nhất, Thiên Chúa năm thứ nhì, Thiên Chúa năm thứ ba mà cộng cho tới bây giờ. Mà nếu mà mình, mà ngày xưa người ta tính lịch là người ta tính hết cái năm đó. Tại vì thời mỗi ông vua, mỗi thời đại vua là một niên hiệu khác nhau.
Ví dụ như là năm trinh quán năm thứ nhất, trinh quán năm thứ nhì, cho hết ông vua đó, cái ông vua khác lên, cái ông đổi cái niên hiệu. Ông đổi cái niên hiệu là đặt cho ông niên hiệu năm thứ mấy, niên hiệu năm thứ hai, năm thứ ba. Tôi hiểu ý ông, thành thử ra cái trước đó người ta không thể tính chung với cái công nguyên đó được. Mà người ta tính kể là trước công nguyên là ta tính luôn, từ bắt đầu đổ về sau thì ta tính cộng. Còn nếu cô muốn biết thì kiến công làm lịch. Đó nè, cổ về ngủ yên rồi.